Rồi một chân phải mặc áo đang mặc. Chị Linh Ngọc Linh đang ơi, em bây giờ em hết áo rồi, hết xám rồi, em còn màu trắng kìa, còn hai cái màu trắng với lại hai cái màu đen, hai cái màu trắng và hai cái màu đen mấy chị ơi, thật sự luôn, rất là dễ may mọi người ơi, thì đẹp lắm. Chân váy em bán chỉ có 67.000 một cái thôi, rẻ lắm luôn nha mọi người, rẻ cực kỳ rẻ luôn nè. Trời ơi mấy chị cứ tin em đi, mới thật sự luôn á, hàng này không ai mà bán như em đâu, tại vì em cái này là em đặt số lượng lớn về cho mọi người thôi, nó có giá như vậy thôi chứ còn thực chất là không có đâu mấy chị nha. Áo đen cho chị Nguyễn Tê A Thắm, Nguyễn Tê A Thắm ráng lựa đủ đơn cho em nha, cứ mua có một cái rồi rồi em giữ đơn hoài, em xả hoài lên mệt thiệt á nha. Rồi chân váy chị đồng ấy rồi thì chốt lẻ giùm em nha mọi người nha, về được bách lắm mấy chị. Quần áo này ăn cho còn một cái nữa, áo này em còn một cái nữa rồi, ra rửa cửa cho con. Nó đang đậu xe, nó không thể nào nó mở cái tay vô được. Chân váy 67.000, chân váy 67.000 giùm em nha mọi người nha. Chân váy 67.000 nha chị ơi. Có áo trắng chưa chị, em nãy em đọc Hằng Ngô, để chị in ra cho em coi được chưa nha. Quyền em chân váy rút. Áo đen cánh tay chị cầm cho Nguyễn Tê A Thắm 69.000. Chị Nguyễn Tê A Thắm comment lại giùm em luôn. Trời ơi. Thôi thôi vô đi vô đi. Áo thun gân màu đen cho chị Chinsuka có rồi, hồi nãy chỉ có một cái áo đen với lại một cái áo 69.000 rồi đó chị. Chỉ có hai sản phẩm rồi đó chị Chinsuka ơi. Ok nha. Áo trắng đó chị. Áo trắng đó chị Kim Bi Hậu. Chân váy rút cho chị Phan Thị Kim Ngân. Chân váy chị Hằng Nguyễn. Rồi anh lấy chân váy được chút lẻ giùm em mọi người ơi, đẹp dữ lắm, đẹp luôn, thật sự luôn á mấy chị. Em nói là cái này em về nè, cách nào nhận được cái chân váy rút này nhà em rồi có mê không mọi người. Sĩ của em người ta nhặt một hai cái về, nhưng mà đợt sau người ta nhặt một lần là một ri, 10 cái về người ta bán á mấy chị. Tại vì sao? Nhận hàng rất là đã luôn, rất là co giãn nha mấy chị nha. Và chân váy của nhà em là chân váy dài. Chị nào mà muốn đi học, mấy chị mà đi làm công sở á, mấy chị cũng có thể phối mấy chị đi làm công sở bình thường. Đây nè, tại vì nó rất là dài cho mọi người luôn, không có sợ bị ngắn nha. Không có sợ bị ngắn đâu, tại vì em thích rút cao thì em rút cao lên cho mấy chị thôi. Nha, chứ hàng này là hàng dài luôn cho cả nhà luôn. Đẹp lắm luôn, rút thoải mái nha. Rồi, Lê Ngọc Linh đang một chân váy có. Chị Nguyễn Tê A Thắm ok chốt cho chị hai cái rồi. Chị Bi Hậu có áo trắng chưa ta? Chị Bi Hậu có áo trắng rồi, bên đó nó còn hai cái đúng không? Áo hết em ơi, áo hết nha. Rồi ok, em qua mẫu với mấy chị nha, qua mẫu giùm em luôn. Bây giờ em lên set gì ta? Set thể thao nha mọi người nha, em lên set thể thao tay dài cho mấy chị đây. Tại vì đăng hình lên mấy chị ơi, mấy chị háo hức quá luôn á. Hằng Nguyễn thêm một cái chân váy rút, em ok. Bây giờ em sẽ lên cho bà gái một cái set thể thao, quần dài. Sau đó em lên áo sơ mi bay được không? Đồ áo sơ mi bay về quá hot luôn, bán 69.000 cả thôi. Nhưng mà bây giờ lên set thể thao, chân set thể thao trước nè. Áo đen này còn một à? Không có rồi, nếu có quăng qua một cái áo đen bên đó rồi kìa nè. Ai? Ừ vậy là còn có một đen thôi. Một đen là quăng cho bác sĩ thôi luôn, cho nó hết thôi. Hai chân váy em chốt chị Thảo Vy luôn. Chân váy rút hiện tại là em còn một màu nha chị nha. Em có màu nâu nữa nè, nhưng mà cái này sĩ lấy rồi thì phải. Em còn màu nâu và màu xám nữa nè. Nhưng mà cái này em còn có vài cái cho sĩ thôi à. Ừ nó còn có vài cái cho sĩ thôi à. Đây nè. Đây nè, chân váy em còn màu xám nữa, được 4 cái màu xám. Còn cái màu nu này là khách lấy luôn rồi. Rồi, cộng dây nhỏ, nhìn siêu cân chế rồi, cảm ơn em. Váy rút còn mấy màu, Hân em còn hai màu đó Hân. Thảo Vy có hai cái chân váy rút rồi nha. Dạ, chân váy 67.000 nha mọi người, chân váy rút 67.000 giùm em một cái thôi nha. Chân váy rút 67, mấy chị ơi, chốt lẹ luôn, thật sự rất là đẹp luôn mọi người tin em thì. Tin em cái chân váy này đi, em tại vì em bán rất là nhiều rồi. Nha mọi người nha, em về lại là em về cho sĩ á. Là sĩ người ta đặt cái chân váy rút quá nhiều, nên là hôm nay phải về lại cho sĩ để sĩ lấy luôn á thật. Rồi ok, chân váy màu xám cho Nguyễn Nhã Ái. Chân váy 67.000 nha mấy gái nha, rẻ đẹp luôn. Rồi ok chưa? Áo chị mặc hết mất tiêu rồi. Bây giờ chị còn màu đen nè, chị còn màu đen, lấy màu đen thì em comment đen lên cho chị đi. Lát hồi chị lục có, chị đưa chừa, chị đưa cho. Áo thun xốp hết, chị Thảo Quy ơi, còn một mẫu nữa đang về cho mọi người luôn rồi. Đó, bao nhiêu á. Rồi hôm nay chị mới rút về thì mới bà luôn á. Biết sao không, bán hoài, ở chị mới rút không nghệ nó có dặn không ta. Nè, nằm đưa lấy
rồi, em lên cái bộ này mấy chị, 112 ngàn một bộ giùm em Hồng nha. 112 ngàn. Em đăng hình, em quay clip cho mọi người coi cái form em mặc luôn rồi, thiệt luôn. Mà nó đẹp xỉu quá chị ơi, em về thật sự rất là nhiều luôn mấy chị. Đây là bộ quốc dân và bộ này là bộ siêu hot luôn. Bộ này là bộ siêu hot giùm em. Thứ nhất là nó là cái dáng trơn thân chung, nó là gọi là dáng trơn mấy chị, nó rất là dễ phối đồ, nó là nó rất là dễ mang, không có cần là phải cầu kỳ gì hết. Nhưng mà em này mà bận vô một cái là tự nhiên đẹp liền luôn. 112.000 một set. Em có màu mấy chị, màu xanh, ở lộn màu xám đen nè, màu đen giùm em ha. Rồi màu cam đất, màu nâu quá mấy chị, màu nâu hay là màu cam đất gì cũng được nha. Và cái này là mấy chị chốt giùm em là màu nung nè nha. 112.000 một bộ giùm em thôi. Em nói thiệt với bà luôn là chị có phải nói là mê chữ E kéo dài thôi mọi người, mê chữ E kéo dài thôi. Mấy bộ em lên nhiều màu quá trời, bên em lên màu xám cho khách coi nè. Ok chị Hằng Ngô, chị lấy màu gì chị Hằng Ngô ơi, chị chút màu giùm em nha. Rồi lấy em thêm một bộ, một áo phông đen và bộ tròn tay ngắn nữa nha chị. Chưa chị chưa có chốt cái màu đó, đợi chút xíu nha. Chị ơi có áo dây không, áo dây chị tròn em. Chị Hằng Ngô lấy màu gì chốt giùm em nha, xếp cam cho Nguyễn Nhã Ái nè. Trời ơi cái này đẹp mê nha. Em lên màu xám nha mọi người hay. Em lên màu xám đi ha. Chị Hằng Ngô lấy màu xám luôn đúng không, ok chị. Nói chung là hàng hôm nay là chị có mê thôi. Mới thiệt sự luôn á, đừng đi đâu hết trơn hết chọi luôn. Set 112 ngàn, form 40-60 cân, mang thoải mái giùm em luôn nha mọi người nha. Em nói thiệt đẹp từ form tới chất luôn. Em lấy cái màu xám, xám tay cho mọi người, thiệt sự luôn á. Quần là có túi giùm em. Em cao 1m65 mọi người. Em che cao 1m65 ha. Cái lưng quần là mấy chị rất là co giãn luôn, áo cũng vậy luôn ha mấy chị nha. Cái phần nách nè, đó làm cho cái tay của mình nè, thấy không? Chị nào bắp tay to rồi mọi người, cứ chọc vô là vừa cho em thôi, không cần phải nói nhiều. Không cần phải nói nhiều mọi người nha. Thích là nhích thôi. Màu giùm em ha. Cam, nâu tây, đen và xám đang mang, rất là thể thao luôn nha mấy chị nha. Thích màu nào chú màu đó kèm xinh thoại giùm em thôi là có đơn nha mọi người, được không? Rồi bây giờ em chốt nha mọi người ơi. Chị Hằng Ngô chú bộ xám chưa đúng không? Rồi để em xíu em lấy hàng lên thôi là không được rồi. Bao nhiêu cái? Ok em chốt mấy chị ơi. Rồi em quăng xích cam cho Nguyễn Nhã Ái chưa? Chưa quăng cho ai hết không? Nguyễn Nhã Ái xích cam. Chị Hằng Ngô xích xám. Hằng Ngô xích xám. Rồi ok luôn. Bộ xám với chị xoan xàm. Xoan xám nè, xoan xám luôn. Đen cho cà rốt khoai tây nè, đỏ cho cà rốt khoai tây đen, đen cà rốt khoai tây. Không, chị Ngọc Nguyên Huỳnh này bị cảnh báo rồi. Chị Ngọc Nguyên Huỳnh em bữa mua một sản phẩm bị cảnh báo rồi, không có chốt Ngọc Nguyên Huỳnh nữa nha. Rồi ok luôn, Ngọc Nguyên Huỳnh nè. Rồi một xếp xám có luôn, năm nhiều đen cho Thu Huyền nè. Biết đen đâu ra mà nhiều nữa. Rồi giờ em lấy 4 nha, hết màu đen rồi gái ơi. Màu đen còn có mấy bộ à, để cho lẻ nữa. Nè, Thu Huyền còn 4 nè. Chứ ơi coi phân rộng quần. Đây em phân quần nè cưng ơi. Thôi bị xinh luôn, chốt đơn mẹ em nha. Xếp cam cho em Jessica. Rồi ok, quần legging dài. Cứ lấy đi, rồi ngày mai em về em ra phiếu cho nha. Sáng 112 cho Thúy Duy. Dạ 112 ngàn bỏ mấy chị. Đen chị Hồng Nhung. Đen chị Hồng Nhung em chốt luôn. Ok đó luôn. Rất là đẹp mấy chị ơi, thiệt luôn. Xếp này mà ai mà chưa có là tranh thủ hốt liền. Thiệt sự luôn, có 112 ngàn bỏ mấy chị ơi. Mặt rất là đã luôn nha mọi người nha. Rồi em
em lên màu lại cho những chị đẹp mình vào sau nè. Thật sự với mấy chị luôn á nè. Áo nè, đẹp vô, thật sự mấy bà chế luôn. Cái con này phải gọi là con quốc dân luôn mấy bà. Hầu như hàng nhà em mấy bà ơi, em về toàn là những cái hàng mà dễ mặc, không có bị lỗi thời, mình mặc hoài mấy chị, không có bị lỗi thời ha. Nay có về quần, mai lấy em ba cái quần ngủ đó nha. Quần ngủ ngang gối hả? Mấy chị chốt thì em là ngủ ngang gối đúng không? Sáng nó mặc ra quyền em, ba cái leggings dài cho Trần Nhật Thơ, hồng cho Hồng Nhung có rồi luôn. Dạ rồi. Dạ chị chốt lại giùm em nha, ngày mai bên em gọi điện không nghe máy nữa là em luôn nguy hiểm nha bà. Nha. Dạ bà chốt lại giùm em đi, rồi cái gì mà em ấy rồi ngày mai bà em gọi điện mà không nghe máy nữa là em cho vô nguy hiểm đó bà. Nha. Nên mình ráng giùm em chị. Ví dụ như bên em gọi điện lại, rồi mình ráng gọi điện lại cho em đi. Ví dụ như hôm nay mấy chị mua một sản phẩm, ngày mai mấy chị có thể gọi. Ngày mai mấy chị có thể vô lựa tiếp. Bên em mới đi đơn mà, chứ em đâu có bắt mấy chị là đi đơn một sản phẩm đâu. Đúng không? Nhưng mà lưu ý nha. Em chỉ cho dùng hai like liên tục thôi. Còn nếu mấy chị á mà mua một sản phẩm mà mình không có thời gian xem like nữa, mình có thể nói là ừ em ơi gửi luôn cho chị. Còn không mình có thể nói giúp em là chị em ơi xả cho chị đi, chị không có thời gian xem like. Ok em xả ra nha. Chứ mà mấy chị đừng có mà mua một sản phẩm xong rồi cứ kêu em chữ đó đi, rồi khi nào chị đủ rồi gửi, không nha mấy chị. Bên em là làm theo quy trình rồi, mỗi bạn là một ca, cứ tới giờ đó là bạn khác vô giải quyết cái đơn đó thôi mọi người ơi nha. Lưu ý giùm em. Rồi ok. Ánh Vân còn giữ cái sơ mi của em không? Bên em có gọi điện chốt đơn là có rồi đó. Uy Jessica cái bộ cam mà chị Uy Jessica cái bộ cam rồi. Đây mấy chị ơi, nay em còn 3 màu, em còn đủ màu mấy chị. Đấy ha. Rồi xuất sắc luôn mấy chị ơi. Bình Dương cọc em ơi, cọc 50 ngàn giùm chị đi. Bình Dương có một số không? Mấy bà cứ mua đi, nếu ngày mai em lên đơn được, mấy bà đi được thì em không cần cọc. Còn chị nào mà không lên đơn được thì bắt buộc cọc cho em thôi nha. Còn hôm nay là em chính thức em không nhận Sóc Trăng nha mọi người. Riêng Sóc Trăng là em không nhận, Tiền Giang không nhận nha. Sóc Trăng lại Tiền Giang không nhận nha mọi người. Tại vì đi quá được ít luôn. Hàng chị Diệp đi rồi. Dạ bữa đang mặc 112 ngàn. Mấy chị 112 ngàn một bộ thôi. Rồi chốt màu giùm em liền luôn. Thật sự nó rất là đẹp mấy chị ơi nha. Em này là một siêu phẩm luôn. Hàng Ngô thêm bộ nâu em chốt nè. Đẹp lắm mấy chị ơi thiệt. Mua lẹ giùm em liền, chốt lẹ liền em này luôn á. Bộ nâu nè, quá đỉnh luôn. Nay có đồ bộ tay dài không chị? Có em. Hồi nãy bộ tay dài nè, bộ tay dơi nè, đủ thứ hết trơn. Đòi yên tâm luôn ha. Rồi, nâu tay đẹp quá luôn đó là chị. Nâu tay còn một em nè. Nâu tay còn một em, sáng còn nha mọi người nha. Sáng thiếu hả? Sáng còn một nè. Mua về cho một bộ đen cho đậu luôn cho hết. Đen không vậy? Còn đen còn một bộ cho mua về nè. Chị ở quận 8 TP.HCM nha. Đẹp quá à, thiệt luôn á. Rồi, nếu mà đi lại bình thường thì mình chốt bình thường. Khu vực đỏ thì đừng có chốt đơn mấy chị nha. Sáng cho Lê Thảo đi được bình thường là có nghĩa là em cặp với chị được đúng không? Đúng không em? Ví dụ như mà đi không được thì em cứ cặp với chị đi. Chị sẽ gửi được hết á. Nhưng mà hơi lâu thôi. Nhưng mọi người cọc là cái gì? Cọc để cho mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị ráng cố gắng đợi đơn. Chứ em sợ là mấy chị không đợi được đơn, mấy chị không cầm mấy chị sẽ xả đơn. Thiệt, đồng tiền đi liền với khúc ruột mà. Đưa khúc ruột cho em cầm một cái là nhớ em hoài luôn. Ngày nào cũng vô hỏi, Trang ơi chị nhận kiểm tra với đơn chị tới đâu rồi, Trang ơi kiểm tra đơn chị tới đâu rồi, tới nào cũng vậy. Quần ngõ có hoa hồng đen. Ủa em nhớ em tắt rồi mà ta. Ok em lựa đi. Còn em không cặp chị không gửi thôi chứ đâu, chị dễ lắm. Đang mặc màu cao cho Mỹ Tiên. Rồi ok, Hằng Hương có nâu cho chị rồi, chị ơi yên tâm. Tên gì? Chị Lê Thảo nhận đơn chưa bảo em, chị Lê Thảo ha. Rồi tiếp tục giùm em luôn mọi người ơi. Em có này xong em phải lên cái sơ mi bao liền. Quá đỉnh rồi, Thu Huyền lấy ca. Thu Huyền lấy ca em chưa? Siêu đỉnh luôn khách ơi, thật sự. Rồi còn cam nè, còn đen nè, còn xám giùm em. Có được má mày à. Cam, xám, đen nha mọi người. Đen còn có một bộ thôi. Cam, đen em còn một bộ thôi nha khách nha. Dạ. Dạ để em đợi em xíu đi, em lên từ từ nha mọi người. Tại nhiều mẫu lắm lắm luôn á, đằng nữa. Trời ơi, em về mấy mẫu đầm body luôn, siêu xinh nha. Em về mấy mẫu đầm body luôn, đẹp lắm. Thanh trời ơi, 112 ngàn nha. 112. Em đang mặc màu xám tây mọi người. Cái màu xám đen này nè. Thứ nhất là mặt nó không có bị mập, như lại mặt nó không có bị đổ. Ví dụ như là mấy chị mặc màu đen á, nó sẽ bị cái tình trạng này nè. Cái này nói thiệt, không phải em chê màu đen về, nhưng mà mặc màu đen nó sẽ bị tình trạng. Em thì rất thích mặc màu đen. Mặc màu đen, màu trắng em rất thích. Nhưng mà màu đen bị cái tình trạng
màu trắng thì rất là dễ dơ, nhưng mà cái màu xám đen này mấy chị mặc không có mập, mà nó mập mấy chị đâu, kiểu như khó bám bụi nữa, bám bụi vô không có thấy. Nên màu xám nó là tại sao mặc sạch là như vậy á, 112.000 một set, còn ba màu cuối cùng, còn ba màu cuối cùng chắc là hàng composite 100% giùm em. Ngọc Quy Hoành lấy cái gì vợ gái ơi, chốt lại. Ngọc Quy Hoành có rồi đó chị. Rồi ok chưa, nhớ giùm em màu kèm sáng thỏ giúp em mọi người ha. Rồi được chưa, xám đen cho chị Trần Thị Mỹ Dung. Nói sao mà nói xám đen mà mặt nó sạch lại vậy á, thì đi ra ngoài đường bị bám bụi không có thấy thật sự. Nên là mấy chị cứ vốn xám đen về mình mặc là mình thích luôn. Với lại á, đen trắng thì mình dễ mang rồi. Cái màu này nè rất là trắng da luôn, em thật sự luôn. Với lại mấy này mấy bà biết gì không, mấy bà gái nào mà ở miền Tây mà thích ủ kem á, là vô em này là vô mảnh, quốc áo thun vô nữa, quốc áo khoác vô nữa cho mấy em nữa là thôi, là chỉ có gọi là trắng mà như bạch tạng thôi. Còn mấy chị ở miền Bắc mà sắp vô thu đông rồi là những em này là gọi là chân ái luôn, khỏi nói nhiều nha. Xám đen ở Trần Thị Mỹ Dung có chưa ta? Xám đen ở chị Lương Huỳnh Lương. Hello em Nguyễn Ngọc Hân, lấy bộ mặt ở chị Kim Hoa. Chị đang 50kg nha, chị đang 50kg, 1m52 mặc được không, sợ dài. Trời ơi, mặc dài trả tôi nha, nha. Nhiều khi mua về đẹp quá, mua thêm bộ thứ hai luôn thiệt nha, xuất sắc luôn, không có sai. Trời ơi, nhà em làm hàng free size mọi người, tại vì cái chất nó co giãn giùm em mọi người nha, ok chưa. Rồi màu đen, màu cam còn một, màu cam còn ba bộ cuối cùng, với lại mọi năng mang là hết nha. Chị em nào lấy thì chốt lẹ luôn, tại vì em này đang rất là hot luôn mọi người ơi, thì bữa sau mà vô mua hỏi em không có hàng á, xuất sắc luôn. Mấy bạn muốn em lên màu cam cái nữa không, quay mặt màu cam cái nữa nha, trời cho em qua mẫu ha. Đây này, màu cam còn ba bộ này, đẹp lắm, màu cam thì mặc rất là trắng luôn. Xong cái này em sẽ lên sơ mi béo bèo bèo bèo, giá rẻ bất ngờ, bộ này mặc có của ai mà sáng còn một thôi nha mấy chị. Nhớ là chia sẻ, bấm theo dõi trang bên bay nha mọi người nha, nhớ là chia sẻ chấm theo dõi trang bên bay giùm em nha, để cho mấy bài chế khỏi lạc mất em, với lại là mình tăng tương tác mà không bị ẩn comment nha mấy chị ơi. Bộ này vải đẹp lắm, cảm ơn heo lì, các em mua nhiều lắm rồi. Vậy là em mua bộ này là đúng bài luôn mà, nó cục cơm thiệt. Bộ này là đúng bài luôn rồi đó, cam đất nè, tinh lắm luôn á trời. Rồi em còn được ba màu cam đất cuối cùng, mấy chị thấy cái đáy quần không, cái đáy quần rất là cao luôn, nên là mấy chị nào mà không thích mà gọi là mặt mà sexy á, mình có thể kéo quần cao lên không có bị lộ đáy, đẹp ha. Rồi em còn màu cam đất với lại màu đen nha, sáng còn một bộ thôi, rồi em qua mẫu luôn. Cái sơ mi này chị về cũng nhiều lắm nè, đợi chút chị lên cho con, đồ bộ cũng nhiều nữa, về nhiều nay, về rất là nhiều mẫu chị em mình luôn á. Cam đất ở Trần Thị Mỹ Dung luôn, khách em mua bộ này nhiều lắm rồi, bà nào mua rồi cho em vài dòng comment coi, khách tin tưởng chút đơn mấy chị em. Rồi ơi, con sơ mi nè mấy bà ơi, em báo giá mấy chị xỉu liền. Đáng lẽ là em về set sơ mi với mọi người, nhưng mà em nói nè, thật sự là em nói set sơ mi quá nhiều, và gọi là có quần ngố mấy chị, chắc bà nè chứ phải có chục cái trong tủ em mới thiệt. Nếu mà quần ngố thì phải có chục cái trong tủ, thì hôm nay em về cái em này, em về áo sơ mi không, và em bán giá bao nhiêu mấy chị em ơi, chi ơn với chị em mình luôn. Con này form rộng thoải mái, 40-60 cân mặt vừa, mà em bán giá 69.000. Em bao giá toàn Facebook luôn nha mọi người nha. Chất giùm em lụa Latin, hàng lụa, hàng lụa mango, chất form vải lụa mango, đồ bộ phải lên mango mát không mấy chị, quá mát luôn. Thì cái con áo sơ mi này em phải nói với mấy chị luôn là đỉnh của chớp, và một màu duy nhất thôi mấy chị, 69.000 giùm em, áp dụng chia sẻ livestream. Con này mấy chị ra ngoài thị trường mấy chị mua 100-120 chuyện bình thường nha mọi người nha. Em bán 69.000, form đẹp mê luôn, lên quần ngố là hết bài nha mọi người, một màu duy nhất. Áo sơ mi kèm xin thoại giùm em nha, 40-60kg, 62kg mặc vô tư giùm em luôn. Được chưa, em lên form mấy bà, một màu sơ mi duy nhất thôi mấy chị ơi, không có màu thứ hai, khỏi suy nghĩ, khỏi lựa chọn gì hết, comment là chốt đơn mấy chị nha. Trời, em phải lên cái quần, không lẽ em lên cái quần rút này ta,
Thôi lên một lúc đi vô viên quá, để em lên quần ngủ đi. Thôi lên một lúc đi, lên quần rút đi, bỏ cái mắt kiến lên cho đẹp. Ok, vậy nào lấy thì chốt cho em liền nha quý vị. Quần vô được nha.
gọi là hơi sexy luôn á quý vị. Rồi đẹp quá nè. Ok, chốt tiếp nha mấy bà nha, quần rút còn mấy con à. Rồi, Huỳnh Kim Hảo có quần rút rồi, Dung Nguyễn quần rút, Mỹ Hà lấy số điện thoại, Mỹ Lệ này cặp mới chốt, giao tay chốt. Có quần jean xòe không chị? Quần jean xòe hết hàng rồi. Rồi một quần rút, một áo ren cho chuột nhé. Rồi áo sơ mi còn một khách ơi. Thôi bị đỉnh luôn nha bà nha. Áo sơ mi ấy được chốt giùm em luôn. Đỉnh với bà chế. Xuất thần luôn, áo sơ mi beo. Quá đỉnh cho mấy bà chế của em luôn. Sơ mi tay dài em còn cái sọc nha. Con này hơi bị đỉnh nè. Nhung sang áo sơ mi ok. Hết áo sơ mi đi chị ơi. Còn được mười mấy cái thôi, không có nhiều nha mọi người, không có nhiều nha. Tay dài này bán nhiều vậy ta? 79 ngàn, trời ơi. Thật sự luôn á, em sao mày bán đồ rẻ dữ mấy chị. Trời ơi, con hàng von nè. Hơi bị đỉnh luôn. Nhìn cái chất giùm em luôn nha mọi người nha. Em bán 79 ngàn một cái áo sơ mi này giùm em. Trời ơi, nhìn cái sọc kìa mấy chị ơi. Xuất sắc chưa? Con này lên cái gì đẹp nhất đây thì phải gọi là Huy cái gì Mỹ Hạnh nè, cái gì Kiều Hạnh, Kiều Hạnh Huy Hằng có rồi em. Áo beo hết cho mọi người, áo beo 69 giùm em. Áo beo chị Trung Xăng à, vậy hả, còn cái một cái hả, áo beo còn một em chốt cho chị. Dạ rồi chị Trung Nguyễn. Chị Trung Nguyễn có áo rút, có áo beo chưa? Trung Nguyễn có áo beo chưa? Trung Nguyễn có áo beo đang mặc chưa? Rồi áo beo đang mặc chị Trung Nguyễn luôn. Sơ mi caro hồng phải có chứ. Em này mặc rất sang luôn. Em lên con này sau em sẽ lên cho mọi người một cái mã set nha. Một cái mã set vest. Hôm nay set gom về rồi. Set gom tay dài quần xòe siêu siêu xinh luôn. Quần tắt ta mấy chị. Trời ơi thiệt. Em tách ta siêu đỉnh luôn. Cái này bữa hỏi mà em có về cho khách đó là cái loại, cái loại gọi gì ta, loại không lưng bạn, còn đợt này em về là lưng chun nè, nó dễ mang dễ bận cho mọi người luôn ha. Em tách ta 65 không ạ, 65 ngàn, xỉ có 50 thôi nha mấy bà, báo giá lộn nha, trong group báo giá lộn mấy chị ơi, xỉ 50 nha, lẻ 69 ngàn, lẻ 65 ngàn một cái quần. Rồi áo 79 luôn. Lên form nha. Chốt liền em liền, beo hết. Beo hết rồi, hạnh với nhau thôi, beo hết em ơi. Hạnh với nhau đi đâu, nó bỏ tôi lâu quá vậy trời. Quần tắt ta mới chơi một màu giùm em nha. Còn màu đen duy nhất giùm em thôi. Cái này gì? Ủa là một chút xíu cho nó sang. Cái này mà về mà quần jean á, trời ơi thử thiệt. Em hết quần jean rồi mới chạy, chứ mà em còn quần jean em lên cái con áo sơ mi này với lại quần jean lông cao là hết bài luôn á khách. Quần tắt ta, ống phòng, quá đỉnh luôn. Rồi chốt cho em liền. Bao em hết nha, 65 ngàn. Kiều Hạnh có em, Nguyễn Nhã Ái một cái quần tắt tay em chốt luôn. Em chốt chị Dung rồi. Một màu em ơi, sơ mi 5 cho Hạnh Mi Nhon, 3 cho Hạnh luôn quần. Hạnh Mi Nhon 3. Quá đẹp chứ đồ ơi, trời ơi trời thiệt luôn. Sơ mi này 79 ngàn mấy bà ơi, mặc không sang em trả tiền. Em nói thiệt với bà mà, mặc không sang cái con sơ mi này thì cứ trả tiền thôi. Không cần phải nói nhiều nha chị em ơi. Ok luôn. Sơ mi cho Nguyễn Ngọc Gia hơn có luôn. 79 ngàn cho em ấy vậy, chứ không phải là 179 đâu nha mọi người. Chỉ có 79 ngàn mà nó sang đỉnh như vậy luôn nha. Áo đó mặc chị Nguyễn Lan. Quần tắt ta ống phòng sơ mi cho chị Thơ Baby Nguyễn Xét. Nguyễn Lan đi đơn mà cho chị ơi, cái này đơn mối đó chị. Cái nào nhận đơn cũ thì em gửi đơn mới nha. Quá đẹp luôn rồi. Áo chị Nhăn mặc rồi. Còn em còn mấy bộ đồ chị về thêm á.
màu sơ mi chị Đông Dương Khải. Không phải áo beo chị nha, áo lưng, áo lộn ngắn 69.000 chị chốt rồi. Với quần rút là sao? Là chị có rồi đúng không? Là chị không lấy áo beo đúng không? Áo beo còn một, chị nào chưa có chốt lại giùm em luôn. Sơ mi chị Đông Dương Khải có luôn, ok em. Trời ơi, mấy chị ơi, cái áo sơ mi có 79.000, mấy chị ơi, đỉnh chưa? Em nói là nó này là phải gọi là như chương một sơ mi có luôn. Beo cho Hạnh với Nhâm có luôn. Áo beo hết em ơi. Sơ mi đang mặc có hoài rồi không? Ngọc như một cái sơ mi đang mặc cuối cùng là hết. Ngọc như một cái áo sơ mi đang mặc cuối cùng là hết nha mọi người nha. Quần tắt ta có túi luôn nha mấy chị, có 65.000 cái quần tắt ta thôi nha mọi người. Em nói với bà luôn là phối với lại 77-49 kiểu áo, kiểu nào cũng đẹp. À vậy là sơ mi em hết nha mọi người ơi, sơ mi hết nha, Ngọc Như hết sơ mi nha. À đây còn nè, rồi ôi đụng luôn, Ngọc Như có sơ mi luôn cưng ơi. Áo beo hết rồi, bây giờ áo beo hết nha mọi người nha. Trời ơi, đỉnh chưa? Quần tắt ta. Em nói thiệt với bà luôn là cái quần này là mặc quanh năm suốt tháng luôn á mấy chị. Mấy chị phối áo 2 dây đẹp luôn nha, áo gì cũng dễ thương hết trơn trời á. Mà có mấy chục ngàn một cái thôi, xinh chưa? Coi xảo beo không? Rồi ai lấy quần nó chút quần giùm em cho mọi người nha, ai lấy quần nó chút quần giùm em mấy chị ơi. Quần này đỉnh, đỉnh của chóp luôn. Rồi ok chưa? Bây giờ sẽ lên cho bà gái một cái siêu phẩm tiếp theo giùm em luôn nè. Em lên cái gì mà em nôi, em hồi hộp, em rung quá bây giờ ơi đây nè. Trời ơi, em mới thiệt luôn á trời. Tầm này mà chuẩn bị mà vô lễ 20 tháng 10 nha mọi người nha. Mà tao nói gần đang giãn cách từ từ ra, mấy chị ơi, bóp giãn cách từ từ rồi. Mình chuẩn bị mình được bung lụa, mình được chụp hình cho em rồi. Thì mấy chị ơi, đây siêu phẩm của đêm nay giùm em. Quần tách ta cho Nguyễn Ngọc Gia Hân có luôn. Em có chốt cái chị bộ beo đâu chị, chị Trung Nguyễn. Em có chốt chị rồi bộ beo gì đâu nha chị ơi. Chị cứ comment đã đọc tên rồi là có nghĩa là mã hồi nãy chị có rồi. Chị đừng comment nữa nha. Chị comment lộ là tụi em lộn nha chị. Có nghĩa là mã đầu đã đọc tên rồi là chị có rồi đó chị. Yên tâm nha, không có lo gì hết. Còn cái vấn đề là chị muốn biết được là hàng mình có cái gì. Thì ngày mai bên em gọi điện chốt đơn cho tình yêu. Tình yêu cứ việc gọi là hỏi. Mấy chị thắc mắc cái gì mấy chị cứ việc hỏi, bên em giải đáp hết cho mọi người nha. Còn cái vấn đề trên like nè mấy chị, mấy chị chỉ cần chốt mẫu mình thích, giá tiền hợp lý nha mọi người, và đã được đọc tên thì cứ là gọi là chắc chắn có đơn và không nói gì thêm nữa, được không? Ok chưa? Rồi siêu phẩm trời ơi trời, set vest về hai màu giùm em, nu và màu trắng, quá đẹp. Lưng là lưng chun, trên váy có lót quần ha, đằng trước là lưng bạn dập ly xòe giúp em. Nguyên một set cái này giá bao nhiêu chị em ơi? Giá bao nhiêu quá chị? Mấy chị của em bán giá bao nhiêu đây? Bán bao nhiêu đây mấy chị? Bán dưới 100.000 được không? Bán dưới 100.000 cho mấy chị nha, ok không? Áo hết rồi, áo hết rồi, vô trẻ của em hết áo rồi. Bán dưới 100.000 được không mấy chị em? Dưới 100.000 set nha, 99.000 thôi, được không? 99.000 một set thôi. Áo là chất vest giùm em. Áo là chất vest nè, đỉnh chưa? Quần nè khách, xuất sắc chưa? 99.000. Bán chi ân bán tặng chị em mình dạy đủ chưa mọi người? Quá đỉnh chưa? Thương em, thả tim, chia sẻ live stream giùm thầy đi. Chia sẻ live stream giùm thầy đi. Trời ơi, alo dừng lại một giây và chia sẻ live stream liền. 99.000 áp dụng với những chị đẹp có chia sẻ nha. Mấy bà sĩ không có chốt inbox mà bây giờ lên live chốt, số lượng sẽ bị giảm bớt, gắng chịu giùm em nha. Ok chưa? Chốt đơn 99.000 một set, đỉnh chưa? Nhận hàng mở ra vải không dày không đẹp như mấy trang quảng cáo, trả ngược về cho em bán người khác. Tại vì thật sự cái này mà nhận về mà chê là quá khó tính, thiệt sự luôn. Viền chị em ơi, đỉnh chưa mọi người? Đỉnh chưa? Chốt liền màu kèm số điện thoại, hai màu. Em nói lẹ,
lẻ mua lẻ liền, thiệt sự luôn, không mua uổng lắm, uổng rất uổng luôn, nguyên set 99 ngàn. Ok chưa mọi người? Ok nha, chốt đơn mấy chị ơi. My Thi, Phương Họa, My Thi, Hạnh My Nhon, Hạnh My Nhon anh, Phương Họa, Thu Huyền, ok luôn, Hân Hân, Hân Hân ba nè, Hân Hân có, Tiên Huy có, Trang Xin Màu Đi Hương Baby ơi, Nguyễn Ngọc Gia Hân có, Xét Nu Quyền Em có, Nguyễn Nhã Ái Trắng có, hết trắng nha mấy chị nha, Thảo Baby còn một, màu nâu giùm chị em ơi, hết trắng mọi người ơi. My Lê là ai vậy? My Lê Sĩ Lẻ vậy? Có một màu nâu nha em ơi, một màu nâu áo đang mặc hết luôn. Ngọc Sương còn hai, Ngọc Sương còn hai, để chốt vào đó, chốt vào đó, xét luôn cho Nguyễn Kim rồi hết hàng. Mấy chị muốn em mặc lên hả? Ok ok, cho mấy bà tiếc núi chơi, mấy bà nào không chốt được chắc biết chết, thiệt sự với chị em mình luôn á. Ừ. Rồi bây giờ em Trang sẽ lên cho mọi người một cái gọi là siêu phẩm anh. Trời ơi, em lên cái này đi mấy chị ơi. Cái gì mấy chị? Bận thử phải không? À, bận thử cái này lên có phải là giết người không trời? Giết người đêm khuya khúc này rồi khách ơi. Trời ơi, tôi nói thiệt, phải nói là chị nào mà cọc em á, cọc em trong cái khúc này nè, thiệt sự luôn á, không biết phải là thời tới không trời, mà hôm nay toàn là mã đẹp thôi mọi người ơi, tôi với chị em mình luôn. Trời ơi, bốn mươi tới 60 kg giùm em. Trời ơi má ơi, chắc chết quá. Qua mẫu nha. Rồi ai không chọn được có tiếc không? Dài qua nữa mấy chị em về thêm cho đừng tiếc mấy chị nha, mấy người được lên về thêm cho. Sang quá trời. Chống cưa sần làm nghề hả? Trời ơi thích quá đi luôn á. Thắm Hồng không có cặp em có chốt chị ơi. Mấy chị mua hàng, mấy chị bơm hàng em rồi, mấy chị không cặp em có chốt được nhé. Mấy chị tới hàng tới, em đã báo số ký trên like rồi. Mấy chị cố tình mấy chị đặt xong hàng tới, mấy chị không vừa, mấy chị không trả ship rồi mấy chị bơm hàng. Rồi mấy chị nói với em là tại vì em giao không vừa. Ôi trời ơi trời, có shop nào bán hàng online giống như em mà cho kiểm tra như vậy không rồi. Trời ơi con Hạnh Mỹ Nhon nó hên ghê, còn ri áo nào Hạnh Mỹ Nhon. Trời nãy giờ tụi hết chứ. Áo beo này em nói còn 5 cái áo beo nè, em nói còn 5 cái áo beo, tại sao hết nè, nó mới beo nè, chị nào chưa, nó lấy có 3 hay nè, còn cái trong bé gì nãy nó lấy không á, bé gì uống mẹ tên à, tự nhiên quên tên nó luôn á. Rồi lên tiếp em cái mã hot đi khách ơi. Lên cái em này với chị. Quá lâu rồi chưa về bộ ngố rồi. Dạ 50 ngàn à chị ơi. Em nhắn tin cho chị rồi mà, 50% vậy anh? 50% vậy? Chị Thẩm Hồng nè. Anh báo 100 hay 50 vậy? 50 à chị ơi. Trời ơi dễ thương quá luôn rồi, dần sao mấy chị. Tới công chuyện chuyến này thiệt rồi. Nhớ chị bài chia sẻ lại chuyện mà em nha. Ok lên em này mấy chị ơi. Bao nhiêu tiền vậy trời? Trời ơi sân quá luôn mấy bà ơi. Nhìn hàng ghiền luôn á, ghiền không biết. Trời quá ghiền chị mà còn ghiền nữa mà. 69 ngàn một set. Ngố beo đang rất là hot hit cho chị em mình luôn.
vậy? Vải thun cô tông, trời ơi, một màu hồng là y hình cho mọi người luôn á, thật sự luôn. Chốt cho em liền, học xếp gì ta, ngố beo kèo xin thoại cho em liền nha mọi người. Lâu lắm rồi em về ngủ luôn á. Bữa nay về lại cái em này cho khách nè, tại khách hỏi quá nhiều luôn. Em nói cái gì, cái gì á, cái gì mà lỗi thời mọi người nha. Nhưng mà riêng gọi là mấy cái bộ ngố này thì chỉ có mặc hoài thôi, chỉ có mặc hoài thôi nhá. Em hết cái bộ xếp vest rồi, còn xếp chân váy em đừng có gì lên nha, còn xếp chân váy với cục cân nha. Trời ơi mấy chị ơi, lâu lâu lên một mẫu thì gọi là đơn giản nhẹ nhàng cho mọi người, rất là cute hụt me luôn. Xếp ngố beo giùm em nha mọi người nha, một màu duy nhất giùm em thôi. Giá 69.000, mấy chị mua hai bộ là còn 65.000 bộ giùm em thôi mọi người nha. Thun là thun cô tông, trời ơi nguyên con gấu luôn, quá trời dễ thương cute, cưng quá cưng luôn, chốt em liền nha. Xét chân váy màu nâu có rồi, ngó beo cho Trần Thị. Không chị ơi, mai cọc mai lụa chị. Mai cọc thì mai lụa giùm em nhé, tình yêu ơi. Ok, Trần Thị Phương Thảo một ngó beo có. Ngó beo giá 69.000 mấy chị ơi, 40-60kg mấy chị, mặc thoải mái giùm em luôn. Mấy cái em này là xuân hạ thu đông giùm mặc cũng được đó. Dạ 60kg mặc vừa chị Trần Ngọc. Dạ còn xếp thể thao chị Trần Thị Phương Thảo nè. Ok ngố nè. Dạ còn không, còn cái xếp thể thao chị yên tâm để em tím lên cho. Lê Giang nè, 69.000. Thanh Thanh này nhận được hàng rồi, hú hồ. Ủa Thanh Thanh nhận được hàng rồi à, vậy là bưu điện gửi được rồi. Thanh Thanh á, trời ơi má em mừng xỉu. Bé heo, bé heo ngố bé heo. Mai gặp nha chị. Ok em, sao không thấy chị giao em vậy, quên má inbox cho chị ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, xin đâu mấy bạn, gọi là đúng dễ thương luôn á. Có một màu duy nhất giùm em thôi mấy chị nha, một màu duy nhất giùm em thôi. Giá em này kia mấy chị ơi, giá bao nhiêu mấy bạn, 69.000 một bộ. Form chất quá trời đẹp luôn. Rồi đúng này gọi là cushion làm nghé thiệt luôn á, dễ thương dễ sợ luôn á trời. À Ly Hương, Ly Hương, Ly Hương đi hàng hôm nào ta? Ly Hương đi xe, đi xe đi Huế ngày mai có. Ngày mai có. Ủa anh chụp giấy cho Ly Hương chưa? Chụp giấy cho Ly Hương rồi, chị gửi hàng gọi Ly Hương. Chị cập cho em đi chị, còn ngày mai chị lựa cho chị nha. Tại đơn hàng của chị em còn nằm đây nè. Đơn hàng của chị em còn giữ ở đây luôn nè chị. Em còn giữ á. Tại chứ không cập em đâu có gửi chứ. Rồi ai lấy bộ ngố nó không chốt em nha. Hôm nay có về ngố Quảng Châu rồi á, ngố Mickey á mọi người. Em cặp giùm chị để em lựa thêm thôi, đơn chứ em chuyển khoản đủ rồi, bây giờ đơn mới em cặp thôi. Cặp thì lựa thêm thôi chứ có gì đâu. Cho em coi bộ này đem phía sau với Trang. Hay hả? Hay phải không? Pyjama em ơi, pyjama chị em mình vô livestream đi, hôm nay em chơi tới bến luôn. Pyjama này hôm nay em bán cho mấy bà chị giá 8x thôi. Bình thường bán giá 90 mấy ngàn, hôm nay em bán giá này xỉ lẻ một giá cho mọi người thôi. Xỉ lẻ một giá nha tình yêu nha. Pyjama tay cánh dơi, quần ống rộng. Hôm nay lá hồ nữa em, mấy bà của em bán bộ này luôn không? Em bán luôn với bà luôn. Xỉ lẻ, bán chi ân cho mọi người bộ mã này luôn. Cho em xin nút chia sẻ đi. Em bán chi ân bộ này cho 8x thôi mọi người. Xỉ lẻ một giá một thôi, không có bán nhiều luôn nha. Xuất sắc cho chị em mình luôn nè. Có ai của em lên bộ này xỉ lẻ một giá không? Comment chia sẻ giùm em liền, em lên cho bà xỉ lẻ một giá đó. Mấy chị mà chị cần chia sẻ livestream cho em ha, là em chơi tới bến luôn nha. Bán là rẻ banh nóc banh sàn mọi người ơi, khỏi nói nhiều nha mọi người nha, được không? Dạ đúng rồi, gửi Việt Theo hay bưu điện gì em tới cho em tùy chị mấy chị ơi. Em hiện tại em ha đang gửi Việt Theo với em đang gửi ở bên á, giao hàng nhanh giao hàng tiết kiệm ba chỗ luôn á. Tay dài đang về hàng. Ủa nó gì? Bình lên tiền cho. Giao chưa? Giao rồi hả? Ê chị đang bi chút chị Dung Xăng nè. Đang bi chút chị Dung Xăng ok nè. Trời ơi mấy bạn chốt kìa. Hoa Nguyễn gà 8x thôi. Chia sẻ cho em đi mọi người ơi. Em bán giá xỉ lẻ một giá 85.000 một bộ. 85.000. Bán bộ này bán tặng mấy chị lẻ của mình luôn ha. Mấy chị lẻ bữa giờ chia sẻ livestream cho em rồi. Đầu like bây giờ chia sẻ cho em quá trời luôn rồi ha.
Bây giờ chị nào còn cái này dấu hiệu chia sẻ nè. Em bán bộ này 85.000 xỉ lẻ một giá. Thứ nhất với bà, cổ là cổ gợn sóng nè. Áo là áo gợn sóng giùm em luôn nè ha. Màu hồng nè mấy chị. Gọi là siêu cute luôn. Bao nhiêu tiền một bộ bà chị ơi? 85.000. Pyjama chất lụa măng gồ quần dài giùm em. Lụa măng gồ quần dài cho mọi người nha. Hồng nè. Nâu tây nè. Đen nè. Trắng nè mọi người. Ôi trời đất ơi, 85.000 u là trời. Cái này bán chi ân bán tặng nha mấy chị. Chỗ nào dám bán con này giá lẻ 85.000 nha mọi người. Nhiều khi người ta nhập vào đã 85.000 rồi, chứ đừng có nói gì em bán lẻ cho mọi người. 85.000 một bộ. Xuất sắc chưa mấy bà? Pyjama quá đỉnh. Thiếu gì? Là sao? Mai đi, ai gọi điện không nghe máy mở quá. Nguyễn Thị Ái Diệp một đen bi. Có, Nguyễn Thị Ái Diệp đen bi. Bộ này đóng tiêu đó. Ok, Ái Diệp đen bi. Pyjama đen về cho chị Ngọc Châu. Đen về chị Ngọc Châu. Châu Ngọc đang đóng tin cho mấy anh chị. Còn vô này bộ ta. Bán nó hồi lòi ta cười xỉu luôn á nè, đen nè. Ok, lên thông tin giùm em nha chị. Lê Nguyên bộ hồng. Thùy Trang bộ trắng. Thùy Trang bộ trắng. Thêm hồng cho chị Nhung Xuân. Đen hết chị Gắn Nguyễn. Nâu tay cho Lê Nguyên có rồi không? Lê Nguyên có nâu tay rồi. Dạ free size 40-60kg giùm em đi chị. Nêu mình thông nông tay. Cảm ơn Nguyễn Tường Duy nha. Chị còn số chị không? Trời chị Hoa Nguyễn còn chứ chị. Còn chứ chị, thiệt luôn á. Chị Hoa Nguyễn xem nhớ dai lắm chứ trời. Không hiểu luôn. Đen bi hết rồi Phạm Thị Kim Ngân ơi. Nãy giờ có đơn chưa không biết nữa. In phiếu đại luôn mà hết rồi nha bà. Còn có hai màu à. Hồng với lại màu nông tay thôi à mấy bà ơi. 85.000 xỉ lẻ một giá. Hàng mango quần dài. Mango quần dài giùm em nha quý vị nha. Bình thường những cái em này em bán 99.000 một bộ đó mấy chị. 99.000 thiệt sự luôn. Lát hồi nè mẫu mới em đang chim lên em bán 99.000 cho con đây nè. Đẹp lắm. Rồi còn có hai bộ thôi, ba bộ cuối cùng nha. Có áo vạt bầu tay ngắn nữa không chị? Chưa chị. Áo vạt bầu tay ngắn. Đang nghĩ. À có rồi. Đen thun gom không có về rồi em. Bảo Ngọc lên thông tin giùm em luôn. Bảo Ngọc, Trâm Ngọc lên thông tin. Em nói với mấy chị á. Hả? Không có một bộ à? Chị nào đầu tiên thôi. Ô là trừ. Bo luôn. Tay dài luôn. Cảnh dơi luôn. Lên form và lên màu sau cho mấy bà luôn. Tập trung chuyên môn lên một em siêu phẩm đỉnh của chớp mọi người ơi. Vô lẻ. Chia sẻ lẻ liền dùm em đi. Nhanh nha mọi người. Rồi mai á Hà Đào Quỳnh ơi. Biết sao không? Thôi hôm qua đi hàng trễ quá. Xe nó chạy mất tiêu rồi. Nên là chắc hôm nay nó mới về chuyển cho em á. Trời ơi em nói thiệt em về. Em lên cái hồng baby này cho mấy chị nha mấy chị. Quần ống bo nha mọi người. Tay dài bán 112 là cái mẫu hồi nãy đúng không? Mẫu này bán 109.000 cho mấy chị thôi. Thun bu zip cho em nha. Thun bu zip toàn bộ cho mấy chị luôn. Hồng em đang mặc là bà hồng baby nha mọi người. Sám tay. Hồng baby. Sám tay cho mọi người luôn. Xanh lê ong. Rất là hot.
Năm nay ông cực kỳ hot cho em luôn. Hồng nhạt, hồng nhạt và màu đen. Không có trắng, đây album màu chốt lẹ cho em luôn. Hỏi nó nhiều, hỏi nó nhiều bà ơi. Tầm này là chỉ có chốt đơn thôi nha mấy chị, đừng nói gì thêm nữa vì quá đỉnh rồi. Thảo nào qua nè, cô bỏ vô trễ quá, còn nhiêu đó hả, đi đợi cho nó đi. Ok mấy chị ơi. Ok. Bộ chị mặc, bộ chị mặc bộ nào ta? Bộ này mặc là bộ nào vậy? Còn chị ơi, còn quần ngố, bộ quần ngố 69.000 còn chị á? Dạ có chị. Ly Hương lấy đủ, Ly Hương còn cặp mình không ta? Ly Hương còn cặp không ta? Ly Hương còn cặp không, báo chị nha Ly Hương nha. Nâu 85 là chị Kim Hoa. Cái này là form mà có độ co giãn mấy chị nha. Quần là quần lưng chun nè, chất cho em nè mấy chế. Hồng cho ảnh phân. Hồng nào vậy ảnh phân ơi? Lấy hồng nào vậy, hồng đang mặc hay là sao vậy bà? Lấy hồng đang mặc hay lấy hồng gì vậy? 109 mấy chị ơi, 109 giùm em luôn. Quá đẹp. Có mấy bộ trên sào đợi em tí nha. Đợi em tí. Thôi em lấy sáng tay với hồng. Hồng đang bận phải không? Đủ màu cho hông hông. Hân hân đủ màu. Rồi xuyên đặng lấy đủ không dạ, xanh dạ. Rồi lên xanh dạ nha bà nha. Hồng còn một. Hồng lấy cho bà nào nè. Hồng mặc cho ảnh Vân có chưa? Ảnh Vân lấy comment hồng đúng không? Ừ hồng mặc nè. Ok. Em đủ đi Hương có rồi em. Ok tình yêu. Còn hai màu với chị. Hồng nào? Còn của sĩ nữa đó bà. Còn của sĩ nữa đó bà ơi. Người ta quăng qua bà này có lăn quá đi. Rồi ok. Đúng rồi, sánh tay với hồng. Tên gì? Thôi bây bơ ơi, mua thêm cặp giúp em ngân lụa nha. Hàng của bà nhiều rồi nè. Lấy thêm là cọc tiền giúp em. Rồi em lên xếp quần ngắn nè mấy bà ơi. Bữa giờ về hay là áo kiểu đi. Em lên mở áo kiểu nha. Bây giờ lên đồ bộ nhiều lắm rồi. Bữa quần tay mới về hàng nữa. Xanh dạ cho Huỳnh Kim Hảo. Trang phía sau áo trắng là set hay áo? À là bộ đó chị ơi, áo trắng là bộ đó chị. Dễ thương ha. Trời ơi cưng quá à. Sơ mi hả, sơ mi có luôn, đợi em tí luôn. Ôi, bộ xanh dạ quang đẹp quá luôn. Dạ rồi đảm tí nha. Nè còn hai màu rồi mấy chị em. Xanh dạ với lại màu hồng nè. Trời ơi nhức cái nách chưa, nhức cái nách chưa. Ai dịnh cái nách em lại đi. Có 109.000 cùng có túi chất bu zip nha mọi người nha. Hơi bị xịn sò luôn. Ai hỏi cái màu trắng này đúng không? Cái đồ bộ, bộ cổ tròn nha. 99.000 hàng lũa Latin. Áo lũa Latin luôn hả? Quần nè. Có túi cho mấy chị luôn ha. Hơi bị đỉnh luôn. Còn hai màu ha. Rồi ok like chưa? Cho em xem bộ. Rồi ok chốt cho em rồi. Bộ đám em còn hai màu cuối cùng thôi. Ai lấy chốt giùm em liền luôn. Trời ơi đẹp quá trời đó. Xin chứ bà. Em nói cái này, biết cái này là mê dễ bận lắm luôn á mọi người nè. Tay dài, tay ơ nữa nè. Ủa cái màu hồng xinh ghê luôn á trời. Ok. Rồi bộ tay dài còn không chị? Chốt cho em đủ màu rồi đó Ly Hương. Chốt em đủ màu rồi đó. Cái đủ màu đó. Đồ tay dài trơn còn kìa. Nhiều mẫu tay dài lắm luôn nè chị. Nhiều mẫu tay dài lắm. Rồi à quên, em lên một mẫu áo, sau lên một mẫu đầm cho mọi người nha. Ok không? Đây áo tay ngắn vạt bầu. Nè còn có hai bộ à. Có hai ba bộ cũng cân. Lấy đi lát hồi chị lấy thêm cho. Lấy đủ màu đi lát chị lấy thêm cho. Hàng hàng trong hàng lẻ một cái nhiều lắm. 112. 112 thun bu zip nha. 112 lên pyjama tay dài. Trời ơi chốt với trời ơi. Nè
làng nó một làng luôn á. Từ từ em, nó đang tùm lum hết á. Bây giờ ba đủ màu trơn cho Ly thương nè. Bộ đó mang còn hai bộ ai món thì mang đi, trời đẹp quá trời cái đất luôn á. Xin chưa mấy chị em ơi, 45.000 cái mấy chị ấy, 45.000 màu đỉnh luôn, da trắng xám đen, da trắng xám đen giùm em nha mọi người nha, 45.000 dễ thương quá luôn. Chốt đơn giùm em nha mọi người nha. Quần ren mới về 45.000 luôn mấy chế. Xuất sắc vô lẹ. Ăn hai bộ này đi cùng mẹ luôn. Ấy da. Thấy quần rút rồi không anh? Cái quần ren này của tôi là mấy bà ơi đang rất là hot luôn. Trời ơi xuất sắc chưa? Ok em chốt mấy bà. Bộ chị mặc còn hai màu. Em mặc còn hai màu chị mình chị em, xanh với lại hồng. Lấy màu nào chốt em? Thanh Thúy hình như đơn đi chưa anh? Thanh Thúy á? Thanh Thúy đơn đi chưa? Thanh Thúy ở Phú Long á? Chưa đi Thanh Thúy ơi. Tiên Huy lấy áo đủ màu. Tiên Huy em lấy hai bộ trơn 112. Bùi Thị Hường ok. Ủa, Bùi Thị Hường có rồi. Mà Bùi Thị Hường có hai bộ đó rồi, gửi hàng luôn rồi. Hai bộ kéo. Đâu kéo hả? Phải không? À hai bộ trơn đúng không? Rồi còn bộ nè. Lát lấy thêm bộ gì đó nữa sau đi. Áo trắng Nguyễn Tê A Thắng nè. Quần lát chút sau quý chị, quần nhiều màu lắm. Quần ke lấy áo đen nè. Bộ cam 112 em ơi, Ngọc bé Ngọc. Đợi chốt. Ai biết mua lẻ á? Tuấn Kê lên thông tin giùm em. Xám đen cho muôn mèo hai màu. Muôn mèo áo hai màu luôn. Pyjama có size S không chị? Trời ơi, free size Ngọc Ngọc Hiền ơi. Bộ chị mặc còn có màu à? Ơ hai màu hồi nãy bảo bà rồi. Trà My lấy ba hả? Ly Hương gì chưa? Ly Hương từ comment đầu tiên. Ủa thì sao? Ủa là gì? Ly Hương đủ màu gì? Đủ màu bộ này. Bộ này ghi lại bộ trơn. Ly Hương buộc màu ghi lại bộ trơn. Rồi Nghĩa đủ. Nghĩa đủ luôn. Chị Thông Thảo đủ có. Quần ngố. Còn quần chính tất không chị? Quần chính tất ngày mai về. Còn màu hồng với bộ tay dài nó còn màu hồng. Tiên Huy có luôn. Hai đen. Một trắng, một xám chị Vi. Vivian Nguyễn nhận được đơn cũ em chưa chị? Áo trắng Nguyễn Tê thẳng có rồi. Bé Ngọc đợi chút xíu nha em. Chị Quỳnh Nguyễn lấy bộ thể thao. Em cầm em chụp màn hình của qua Facebook em chị là được. Còn bộ Gucci ngoài sau em ơi. Lý Phạm thích áo đen. Xám đen cho Phạm Ngọc Bảo Châu. Còn xám nha. Quần xám chị Hoa Nguyễn 45.000. Áo đám em còn trắng. Áo đám em chỉ còn trắng thôi nha mọi người nha. Thế bẹp pha để em tí luôn. Áo đám em nhà em chỉ còn trắng cuối cùng là em hết mọi người nha. Trắng 45.000 một cái giùm em thôi. Rồi quần em đang mang luôn quý chị. Em nói với bà luôn là bảy sắc cầu vồng luôn. Đẹp lắm luôn mọi người. 45.000 một cái quần ngủ giùm em thôi mấy chị ơi. 45.000 cho mấy chị đẹp nha. Màu nè. Hồng sen. Trời ơi. Xinh không? Xinh quá. Hồng sen nè. Em đang mặc là xám nhạt nè quý vị. Rồi ủa. Xám đen nha, xám cái gì, xám muối tiêu. Rồi xám đen. Xám muối tiêu, rồi xám đen nè. Rồi hồng đất. Rồi đỏ đô. Đỏ đô nè. Xanh rêu nè. Xanh rêu nè mọi người. Rồi quần đẹp lắm mấy chị ơi. Xám trắng nè. Ủa, Trà My không phải em nha. Ừ, chị biết rồi, chị nói lộn á. Chị nói lộn á. Ra phiếu rồi, bên đây ta ra phiếu hết luôn. Sĩ lẻ cũng ra phiếu trên khỏi lộn.
Rồi đây. Có màu đen nữa mấy bà ơi, có màu đen nữa nha. Đây là em buồn ngủ mặc ở nhà mấy chị ơi. Đang rất là hot giùm em luôn. 45.000. Màu đen cho mấy chị luôn nè. Quần ren nha mọi người nha, rất là hot trend giùm em luôn mấy chị ơi. Em này phải gọi là mấy bà hot girl rồi, dạo này đang thịnh mấy cái form này lắm. Ở nhà mấy bà chị có thể mặc quần, mặc áo cổ vuông vuông như em cũng đẹp nè. Xong mình mặc mấy cái quần này ở nhà nhìn dễ thương lắm mấy chị. Xinh không? Xuất sắc chưa? Lê chào mấy báo đủ màu rồi phải không? Lê chào mấy báo đủ màu của em. Ok ok, em chụp màn hình của Facebook chị là được rồi. Lấy chị like xong chị kiểm tra cho. Trời ơi trời, xuất sắc chưa? Ngọc Sương áo còn có hai cái màu trắng rồi Ngọc Sương ơi. Áo còn có hai cái màu trắng rồi cưng. Áo 45 chị ơi, áo 45.000, quần 45.000 giùm em luôn. Áo 45, quần 45 nha mọi người ơi. Trời ơi quần á, đẹp quá trời luôn. Để ngày mai tôi lấy một cái tấm hình của Hot Girl tôi đăng lên tôi nói thiệt. Bữa sau vô hỏi tôi nè. Quần chị mặc con, chị đang like luôn nè. Có 45.000 một cái. Trời ơi, người ta bán Hot Girl, ta bán cái mẫu này lưng cao mà mấy chị em. Thấy không? Những cái bản lưng em làm cho mấy chị nè. Không có phải là ngang qua cái cổng chị thun đồ 45.000 Sukana chú bà. Hàng em làm cho mọi người nè. Rất là xinh luôn, 45.000. Trắng vô cho Thu Thảo, chút đi máu trắng có luôn. Thảo đang mặc còn anh. Còn cánh mặt nha nói trước à, chút kim áo trắng có luôn rồi ok chưa? À lấy áo rồi chút áo, à lấy quần rồi chút quần giùm em nha mọi người nha. Quần 45.000 cái, tin em đi mấy chị ơi. Mấy bữa nữa mà vô đây hỏi còn không hết hàng mấy chị, uổng lắm luôn á. Đây đây đây, 45.000 một cái quần giùm em luôn, hai nhiều màu nhiều mặt luôn. Ai lấy màu nào chút em màu đỏ kèm xin hỏi luôn. Thêm quần đen cho chị Hoa Nguyễn, quần đùi đủ không trắng chung. Cái quần em bữa nè khách vô dành quán cho dành luôn. Đào Hoành Đỗ, quần đen, quần ren đen cho chị Hoa Nguyễn. Đâu cái đó có đủ hoành Đào Hoành, Đào Hoành đúng không? Xám còn cái đen nè cho chị ấy nè, chị Hoa Nguyễn cái xám hả? Ném chưa quăng hả? Chị Hoa Nguyễn cái xám luôn hai cái nè. Rồi rêu hồng cho Nari. Rêu nè hồng nè. Rêu hồng cho Nari. Quần đen ren cho Cúc Lộn. Vậy là comment lên chậm á hả? Chứ nghĩ sao quần này tôi ế, tôi lấy tàu lao đúng không á, xong cái nam luôn á. Hôm nay mang kính khách với anh. Ok Diễm Ngô, đen xám. Nam đang học cái gọi là chiêu lả lơi quyến rũ mấy chị ơi. Quần xám cho Thùy Linh. Hết hả? Rồi ok, quần xám đang mặc cho Thùy Linh. Rồi cam đất, cam đất nha, 45.000 cho thằng Ngô. Màu đất đẹp không chế? Đất đẹp nè. Em lên cái màu này nè, đúng màu đúng cưng luôn mấy chị ơi. Em nói á, mấy cái này nha mấy chị đừng mặc mấy cái màu nhạt quá. Quân ơi. Ừ, hồng đó. Hồng đất á. Áo chị mặc còn cá đang bận. Cá. Cái cá. Đang nhảy mấy chị ơi, nghe nhạc lên là nhảy dữ lắm, nhảy luôn á. Quần ren cam đất, một quần ren rêu. Chị Ngọc Nguyên Huỳnh này đã bị cảnh báo rồi. Một cái bạn à, còn em nói chị này là em cho lựa đúng không? Một ren, một quần ren cam đất, một quần ren rêu. Rồi ngân lựa giùm em luôn chị ơi. Ngày mai rồi để chút đơn chị nghe máy đi ha. Rồi chị mua thêm giùm em nha. Ren với hồng phải không? Hồng chứ. Nam ren với hồng chị bọn à vậy hả? Ok. Đổi hồng chị mặc cho em nè. Em nói á mấy bà, mấy cái quần này mấy bà đừng có mặc cái màu chìm quá thiệt. Mấy chị mặc mấy cái màu chìm quá nó bình thường lắm. Ren hồng với chị Hoa Nguyễn. Mấy chị phải lên mấy cái màu giống vậy cho em nè, nó mới dễ thương. Thiệt. Mày có thiệt luôn á, cam bưng quần mày á mấy chị, quần nào cũng cưng á. Xinh rêu nè, cưng ha. Rồi xám nè, đỏ đô nè, đen nè. Xinh quê chưa?
Trời ơi, có 45 ngàn cái quần à mấy chị, mà phơm nha. 40 tới 60 ký mấy chị mặc thoải mái luôn, quần dài lắm nha. Tại em không đủ sức em kéo á. Chứ còn kéo còn dẻ mấy chị ơi. Ok chị. Có cam đất quần ren rêu. Quần ren ca à, đúng rồi ok. Rồi lên màu. Quần chốt cho em nha. Dễ thương lắm mấy chị ơi, dễ mang dễ bận lắm. Rồi ok qua mặt mấy chị ơi, đen rồi. Màu đen hết rồi. Hết đen, màu đen còn có một cái rồi. Nói tám nhé, ok chị. Nguyễn Thùy Duyên, cái xám. Ok là. Trời ơi, em còn hai cái áo. Hai cái áo phải gọi là đỉnh của chớp luôn tình yêu ơi. Em phải nói là em còn hai cái áo đỉnh của chớp luôn. Cái này là mấy chị này là không muốn nhận hàng nên thôi em xả luôn. Mặc mà đợi lâu quá mấy chị đó không chịu. Quần ren sáng cho Ly Phạm. Chứ lại mấy chị là không có chịu tập á. Em xả luôn cho nó khỏe. Em còn có sánh đậm thôi nha gái ơi. Em còn sánh đậm này thôi nè. Em còn sáng muối tiêu thôi chứ em hết màu sánh nhạt rồi. Lấy thì chốt em là sánh đen nha mọi người nha, mắt không có lộ. Bộ tay viền to ô. Bộ viền. Bộ viền. Đây cái này không chết. Trời ơi cái bộ này em bán có 95 ngàn mang gồ luôn á khách. Em có 3 màu rồi, đợi em xíu lên cho. Hoa Nguyễn tối rồi chị. Áo trắng trên ghế cho Ngọc Dung. Trời chưa kịp làm gì luôn mà áo trắng trên ghế rồi. 45 ngàn, sale luôn, 45 ngàn em nha mọi người nha, tay dài mới chết. Nút thiệt nha mọi người. Màu xanh đen dễ thương quá. Ok, thêm cả xanh đen cho Đào Huỳnh nè. Xanh bơ, ngọt lắm mấy chị ơi, ngọt lắm luôn, xanh bơ còn một nha mọi người. Anh xanh bơ, chút xanh bơ giùm em nha, còn một. Trời coi vậy kìa, trời trời dữ ta. Ba 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 ba, đi tới kìa, địch đi tới kìa. Còn cái xanh bơ cho mọi người, cái xanh bơ cho xanh bơ giùm em luôn. Rồi qua mẫu Linh Đầm mấy chị ơi. Bé Phương ơi. Phương ơi đâu rồi? Vô lẹ vô lẹ. Xanh bơ cho. Xanh bơ cho Yến Nhi. Có áo ba lỗ không chị? Không em ơi. Đang vàng mấy mẫu này không à. Chứ kêu mấy mẫu gì vậy anh? Màu đen không nè. Mấy bà ơi, hàng pyjama tay dài hiện tại cũng đang nằm ở ngoài á, đợi tiếp lên pyjama cho. Trời em báo mấy bà nguyên set cho bà xỉu nè. Một cái đầm body. Một cái đầm body, một cái áo khoác bên ngoài giùm em. Dây là dây bún nha. Dây là cộng dây bún giùm em luôn. Rồi, hai màu y hình em đăng hình cho mọi người. Đầm body sexy girl. Hơi cái này thế này sao em lên áo sơ mi cho mọi người nha. Đây. Có hai màu giùm em. Xám và đen. Em bán bao nhiêu? Báo giá xỉu 79 ngàn một cặp. Bao gồm một đầm và một áo khoác luôn cho mọi người nha. Một đầm và một áo khoác 79 ngàn này tính ra mấy chị mua cái áo có 40. Cái đầm có 40 ngàn thôi. Hai màu giùm em. Không đẹp không xinh. Bé Trang không dám lấy tiền mấy chị. Chất gân to dạng thoải mái luôn. 40-60 ký mặc thoải mái vô tư em lên form. Áo xanh tay dài hết rồi gái ơi. Áo xanh tay dài hết. Tập trung chuyên môn lên siêu phẩm. Bye. Đúng không? Chuyên môn cho lên đâu. Bây giờ hết giờ rồi con. Trời ơi tôi nói với bà. Cái này mấy bà không mua bà tiếc xỉu luôn. Thầy cái em luôn á. Cảm giác rất là tốt nha. Nút gỡ là được nha. Nút gỡ là được nha mấy anh chị em. Trời ơi trời quyến rũ quá mấy chị ơi. 79 ngàn. Xuất sắc. 79 ngàn chia sẻ livestream nha. Không chia sẻ không chốt. Tôi nói tôi bán rẻ quá rồi. Trời ơi mê quá. Chốt giùm em liền kèm số điện thoại. Chưa. Chơi luôn. Hey. Yeah yeah. Yeah yeah yeah.
79.000 nguyên set đang mặc nha mọi người nha. 79.000 nguyên set giùm em. Nắng mai đi đơn rồi em ơi. Ai chưa chia sẻ giùm em đi. Quá đẹp luôn. Ok chốt nha mấy chị ơi. Ly hương 4, 2 màu. Tông vàng 4. Áo xanh ta dài hết. Đầm đen cho Suri. Đầm đen cho Trần Thị Phương Thảo. Đủ màu cho Ngọc Sương. Chân váy rút Thu Thảo vô đó với chị Nguyễn Hằng. Hân Hân 5 set. Hân Hân được 4 em nha. Lê Trà Mây được 4. Tam đen Thu Huyền. Ê, Hồng Chi Phong 2. Hồng Chi Phong 2. Thu Thảo cho Thu Thảo 2 bộ luôn. Ok. Trời hôm nay toàn hàng hot thôi mấy bà ơi. Thì hôm nay ai không coi livestream tôi tức chết á. Thiệt luôn á. Chị Phong Thảo thêm màu đen. Giờ cho Hân Hân 5 luôn. Rồi còn màu đen thôi mấy chị nha. Nguyên cặp giùm em mấy chị. 79.000. Sang chưa? Quá xuất sắc luôn. Em nói là hôm nay mà ai mà không có livestream em là tức chết mà. Hàng hôm nay là chỉ có mê chữ kéo dài thôi nói chi nữa. Thiệt sự luôn á. Trời ơi đẹp chưa? Nguyên một set cho chị em mình luôn nha mọi người nha. 40-60 cân mấy chị ơi. Mặc thoải mái giùm em luôn. Rồi áo nằm body kèm áo khoác giúp em 69.000. Có lộ 79.000 nguyên cặp. Áo là hàng dây 4 cho khách nè. Chất rất là co giãn. 40-60 cân mình mang thoải mái chị em nha. Đen kèm xinh thoại giùm em thôi. Quá đẹp luôn. Ok chị Thảo có rồi luôn. Trời ơi trời. Cái này mà tôi bán mà tôi còn dư 5 set là tôi tức rồi đó. Tôi bực bội rồi đó nghe. Thiệt luôn á. Trời ơi đẹp quá. Chất quá xinh luôn. Trần Thị Mỹ Dung màu đen. Xinh quá mấy chị ơi. Một màu đen giùm em thôi nha. Rồi lên sơ mi luôn nè. Rồi chị nào chưa chia sẻ lên giùm em nha. Giùm em lên sơ mi siêu phẩm. Quý một cái đầm luôn nha mọi người nha. Trời ơi quá đẹp luôn. Trời quá xuống đâu lấy cái này anh. Đem giết nó quá. Nguyễn Tuyết Mai. Đem giết nó quá. 79.000. 79.000 nha mọi người nha. Cái đen cho chị Mộc Thảo. Hai. Ừ cho hai đen đi chứ hết rồi. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Sơ mi siêu phẩm. Nhìn đã chưa. Sao mới về rồi. Đẹp quá. Trời ơi hôm nay cái quần mà dán rộng về rồi. Hôm nay tôi thích quá luôn á. Trời hôm nay đồ đẹp thiệt sự luôn á. Hôm nay một đen đang mặc luôn. Bây giờ mang tay vào bây giờ nằm ở ngoài lận. Chứ chú có đẩy bao hàng vô nữa. Còn 2-3 bộ ngoài đằng trước nữa. Chú có đẩy hàng vô nữa là đợi em tí đi. Thiệt luôn á, đợi em tí xíu đi. Cái này người ta bán cho bà gái giá bao nhiêu đây? Ủa cái áo sọc, sơ mi sọc này thường bán giá nhiều vậy anh? 95 hay 89 vậy? Rồi, cái này mấy chị nên chốt combo đi nha. Em nói thật sự là cái này mấy chị nên chốt combo. Tại vì cái này đợt trước em về em bán 105.000 mấy chị nha. Nhưng mà em nhập được cái lò rẻ hơn. Em tìm được cái nguồn gốc luôn. Em bán cho chị cái áo sơ mi này giùm em giá bao nhiêu? 95.000 một màu duy nhất giùm em thôi mọi người ơi. 95.000 nha mọi người nha. Quần legging. Ủa anh cái này nó 89-95. Đúng rồi 95-95 đúng rồi mấy bà ơi. Hai cái đen gì? Đang bận nè. Thôi lên sơ mi thôi. Đúng rồi 95 đúng rồi.
quần ngó lẻ không chị, hết quần ngó lẻ rồi, quần ngó lẻ hết hàng rồi. Cái này phải đợi em 2-3 ngày nữa, quần ngó lẻ 2 ngày nữa đi hãy chốt. Bây giờ em chị nhận quần jean, quần legging dài em đang bận thôi nè. Em đang bận quần legging dài lưng cao này em đang mặc thôi nè. Chuẩn mạc chưa, nhìn cái mạc giùm em nha. Phải mua đúng cái mạc này quần mới đẹp nha mọi người. Mọi người mua cái máy mạc khác không đẹp đâu nha. Quần legging màu đen hả? Đã hả? Rồi quần giá 69, áo 95 ngàn. Sơ mi này thì quá hot luôn rồi, em không cần phải nói nữa vậy. Nhớ em cho em xin nút chia sẻ nha. Cái gì cả cho mọi người nha, chị em mình vui vẻ chia sẻ một cái là em vui vẻ nha mấy chị nha. Ok em chốt với chị ơi, hai áo sơ mi cho Nguyễn Thùy Duyên nè. Áo sơ mi 95 ngàn, quần 69 ngàn mấy chị ơi. Ồ đúng rồi, đồ màu đồ tàu quần cáo là 175 ngàn rồi không màu đúng anh, mà bán đắt ôi là đắt luôn. Đợt này về quá rẻ luôn, có 95 ngàn. Ai ơi anh con nó có bị sao nó có vô pin, nó không vô pin anh ơi, kiểm tra lại coi chồng. Rồi vô rồi, ok ok rồi, ok em chốt với chị nha. Không tin thì cũng phải tin thôi. Em bằng hai cái sơ mi chưa? Ok Thúy Hằng một sơ mi, sơ mi sọc ánh châu, xét nguyên quần, quần ăn chứ lộn, nguyên xét quần ăn. Hai cái quần dài chị Tuyết Mai, giá quần 69 ngàn. Chị Su Ly Quỳnh Như này, bữa hôm một sản phẩm không nghe máy, rồi qua hôm sau là như cũng không nghe máy luôn á. Như Trương, Hồ Thị Nghĩa có quần, chân váy rút cho em mùi nha, ok Ngọc Sương, chân váy rút cộng ri cho Ngọc Sương luôn kìa. Sơ mi trắng quần lét kia cho Cúc Lộn, quần một ri cho Ly Hương, sơ mi hồng cho Tuấn Anh Lê, lét kinh dài cho Nguyễn Thùy Duyên. Cái này có một màu thôi nha em ơi, cái này có một màu thôi. Ly Hương hai cái, quần áo cho Thúy Hằng, quần áo cho Thúy Hằng, sơ mi ba Ngọc Sương, quần 69 chị Mộc Thảo, rất là đẹp với chị ơi, 95 ngàn giùm em nha. Nam Trần một quần, Quỳnh Mai nguyên combo, Mộc Thảo có sơ mi luôn. Còn không còn cái nào luôn hả chị, kiếm em cái được không? Thúy An cái gì em? Kiều Anh là Kiều Hạnh 4, 4 quần 3 áo. Kiều Hạnh 4 quần 3 áo có luôn em ơi. Ok luôn, Hân Hân 4 áo, Hân Hân 4 áo. Sơ mi dần, sơ mi cho Phạm Thị Tuyết Thúy An, nguyên set Như Trương, thêm cái quần nữa, nguyên set heo lì, nguyên set Như Trương có rồi, rất là đẹp á chị ơi. Tuấn Anh Lê có hai quần rồi, nguyên set Như Trương có rồi luôn, ok tình yêu luôn. Không, áo là một màu lấy hai cái. Trời ơi mấy chị ơi thì quá đỉnh luôn mấy chị em ơi, dễ thương ha. Áo sơ mi có 95 ngàn rồi mấy chị, quần có 69 ngàn à. Trời ơi đẹp quá luôn, chốt lẻ giùm em liền luôn, thiệt luôn á. Đẹp không á chị, xuất sắc ghê luôn á. Bán đẹp cũng mà ngại luôn á, lên mẫu đẹp cũng mà ngại luôn á trời. Quá trời quá đất luôn chị em ơi, thì ở đâu mà hàng mẫu mà nhanh nhất, mà gọi là hàng đỉnh mà dễ mặc nhất thì cứ về đội em mọi người nha. Áo em có một màu duy nhất thôi, lấy số lượng thôi nha mấy bà. Cái màu này là màu hot nhất nè, màu xanh mà em về em bán 200 cái mới vậy. Màu hồng này về hôm nay được có 40 cái thôi nha mọi người nha, ngày mai đang còn một lô ngày mai nữa. Bộ đen bi hồi nãy em đặt miệng không có thì lấy em nâu tay cho em nha. Phan Thị Thanh Kim Ngân lã mẫu nào trời, kim hoa áo đang mặc quần ngố hả, quần ngố 5 năm nha, quần ngố 5 năm nha, quần trên đây chị hết rồi, bây giờ chị còn quần ngố 5 năm thôi. Lấy gì chốt thì lên một áo Ngọc Sương coi phiếu qua có Ngọc Sương cho anh. Dạ quần rinh ngố em chưa có hàng chị ơi. Bích Thủy một áo, hai cái Liêu có rồi, Kim Châu một áo 95, Trần Thanh Thủy áo, đẹp quá à.
giùm em thôi nha mấy bà nha, một màu duy nhất thôi nha mấy chị. Form từ 40-60kg giùm em thôi mọi người ơi. Rồi em là chị mặc chung với cái quần legging của nhà em là hết bài, 69.000 một quần giúp em thôi. Ai lấy quần chút quần, ai lấy áo chút áo giùm em nha mọi người nha. Nhưng mà thôi, lấy nguyên set đi, đẹp lắm luôn rồi. 65kg vừa nha chị, 95.000 một áo giùm chị luôn nha. Thanh Trần Thanh Thúy ơi, trời ơi cái con này người ta bán 170 nè chị em ơi, 170 một con nè vậy. Tôi bán rẻ bèo. Ngố 55 là ngố gì trời. À ngố ngang gỗ em ơi, cái quần nó 59.000. Em đợi chút xíu đi chị lên cho bé. Em nhựa áo. Ngọc Sương có chưa? Bé Sương có áo chưa? Bé Sương á, bé Sương có áo rồi, em sửa có luôn. Dạ áo 95 mấy chị ơi, áo 95 cho mọi người nha, quần 69.000. Quá đẹp luôn, chốt lẹ giùm em liền, màu cái số điện thoại giùm em, có lộn. À, Bích Thủy đóng mới giùm em, chị nhìn tay áo nè. Đẹp ha, xuất sắc luôn mọi người ơi. Cho em coi bộ đen trắng đi, cho em đây. 95.000 một bộ tay ngắn giùm chị nha. Hai màu, rồi giờ chị lên cho màu cho coi nè. Ờ cái đó có hai màu em ơi, có hai màu giống như trang đó của em. Có hai màu thôi bé, mất đen luôn rồi. Heo sữa có rồi. Đồ bộ đen. Ok chưa, giờ nó lấy áo chút áo giùm em cho mọi người nha. Sơ mi nhà em lại nói thiệt với bà luôn là chỉ có định của chớp thôi mọi người ơi, em bán thiệt. Mẫu sơ mi của em vừa là ghiền liền. Và ở đây chưa tới chục cái nha mọi người nha, ai thấy được thì chốt. Hôm nay vào được mấy chục em mà nè. Cái này ngày mai em lại quay clip, lại đăng lên rồi lại chốt đơn thôi. Ai lấy áo chút áo, ai lấy quần chút quần, ai lấy em chốt em. Được chưa, ai lấy chốt nha. Quá mẫu áo vô Mỹ Tiên, lấy lẹ lẹ đi. Trời ơi hôm nay làm tự lên hàng hot không mà mấy bà lấy chậm quá à. Lên cho bà chế một cái con gọi là siêu siêu phẩm luôn. Cái này 95.000 này gái ơi, chị nói thiệt. Hàng mango có túi luôn. Cái này là dáng cổ sen, nó rất là hot nha, đang rất là hot dáng cổ sen luôn. Nhưng mà cái này chị về là về tay ngắn nè, chị về tay ngắn cho khách nha. Em lấy màu này em chốt nha, hơi bị xinh em yêu ơi. Ok áo chị An Nhiên, bây giờ mang tay chào giờ hiện tại nằm bên ngoài á, em không có lấy vào được. Ba nhớ nó có hai màu. Ok nha, ai lấy áo rồi chút áo giùm em luôn với bà nha nè. Còn cho tới chục cái hết hàng rồi. Thật sự luôn, đẹp lắm, mới chứa 95 ngàn giùm em thôi. Cái này mấy bà chế đi kiếm đâu ra đâu, 95 ngàn mấy bà không có đâu thiệt. Form nè, chất nè, đẹp xỉu luôn, được chưa? Gọi điện rồi, đi đâu rồi hả chị? Đúng rồi, gọi điện rồi, ủa? Julie Quỳnh Như là đi đơn chưa? Lên xếp chân váy đi chị, rồi ok. Chị lên xếp chân váy rút nha. Chị lên xếp chân váy rút. Để xích cho mấy rút cho khách. Đẹp lắm luôn. Trời ơi em tới công chuyện em chưa. Còn một ly nè người. Hay không? Thấy hơn không? Chút dư á. Bé này tiếng màu gì ta? Sản đúng không? Rồi chị gì tiếng một màu đúng không? Chị gì á, có hai bộ hai màu á. Chị thường á. Ok. Thế bẹp vai đợi chút xíu nha. Xếp vai nằm ở ngoài rồi. Xếp theo đợi chút, em lên xếp dây rút cái đã để em lên xếp xếp thiêu cho cả nhà nha. Chị Bùi Thị Hương, hai bộ đó là của bé Ly Hương nãy có hai đủ màu đó. Em qua được một bộ màu một cam có chưa? Chưa có đúng không? Thì là đủ màu luôn nè. Màu gì vậy? Màu đó màu dù đen hay màu xám chưa? Đen hả? Xám nè. Ok. Trời ơi em hùng ghê mấy chị ơi, em bán sao dở lòi ra ri nè mấy bà. Set 112.000 đó là chế đủ màu luôn. Lấy chưa trang bộ trắng vô, trời Thùy Trang thấy comment luôn chị Thùy Trang ơi. Thùy Trang bộ trắng vô em ok. Bộ này mặc siêu sang mấy chị ơi, sang lắm luôn, có 95.000 bộ. 112, 112 ai lấy 95. Ờ Thùy Trang đâu. Được rồi. Xuất sắc cho chị em mà luôn. Ủa đâu nói em có nguồn tin đâu trời. Em biết rồi, em chốt rồi chị á. Em chốt trẻ rồi đó. Trời ơi em like sao nó còn lại một ri nè. Còn đủ màu luôn, chết em chưa. Em hai màu có không chị?
Thúy Hằng đã chốt hai màu rồi. Thúy Hằng ơi, đã chốt em hai màu đó, giờ lấy thêm màu gì thì chốt nha. Em còn bốn, em còn đủ bốn màu luôn nè. Em còn đủ bốn màu luôn, trời ơi. Cho coi màu sau lưng đi, màu nu. Trời ơi, ngoài đầu sau lưng em tới ba cái màu nu luôn á chứ. Nu tay ngắn nè, 95. Nu này bán chi ân nè, 85. Nu này là cổ tròn nè, 99. Cho cái giá giùm em nha chị. Rồi ok luôn nè, bộ tay dài em còn nè khách ơi. Khổ ghê luôn, giờ bán sao mà còn lọt lại mấy bộ. Rồi lên siêu phẩm mấy chị ơi, áo chi rút. Nu 95 ngân ngân. Làm xét xám hết rồi chị Hằng ơi. Lấy em thêm cái quần cho Bích Thủy. Rồi giờ em mới vào cho em còn áo tay dài chị Trần Tú My. Chị không biết nữa, còn em áo tay dài chị nhiều mẫu lắm luôn á. Tại chị lên cho em áo tay dài nào. Anh này áo tay ngắn mà. Áo quốc dân á hả? Áo quốc dân còn một cái nè, Trần Tú My lấy luôn không? Có là gì không cho số điện thoại là sao? Có là tay ngắn hay tay dài? Tay ngắn hay tay dài? Tay ngắn còn hai cái cho bé Sương. Còn có một màu chị Thảo Trần ơi, đang một có một màu thôi chị. Hết sạch luôn, vừa xong luôn. Hết sạch luôn rồi nè, áo quốc dân còn một màu trắng nè, lấy đi chốt chị luôn. Rồi, siêu phẩm chị em ơi. Đẹp ha. Nguyên một set giùm em luôn á chị ơi. Năm set 79 màu xám nha, em hết rồi chị Hằng ơi. Áo chị cầm còn không? Áo quốc dân còn một cái em ơi, hết luôn rồi. Cái gì vậy? Ủa, cái gì mà quăng lên nhiều vậy? Có phiếu rồi mà in nữa hả? Làm gì? Rồi ok, em lên xét cho mọi người nha. Trời ơi, mới thiệt sự với bà luôn. Cái này là siêu phẩm luôn nè mọi người ơi. Rẻ, dữ lắm rẻ mấy chị ơi. 89 đúng không? 89 ngàn giùm em nha mọi người nha. Một cái đầm dây rút và một cái áo vải này là vải gọi gì ta, hàng lụa nè mọi người. Em lên form nha, áo này đẹp lắm luôn. Đồ bộ nôn tay dài nha chị, cho chị Hảo Anh đi lên thông tin. Rồi em lên cái em này dễ thương cực kỳ luôn. Lên cho mọi người cái này 89 ngàn, nu đen. Nu đen có lại xanh nha, có 3-4 bộ thôi. Rồi bộ tay dài nha chị, em chị chốt cho em rồi đó. Đen hết luôn rồi chị ơi. Xếp đút đen chị Hoa Nguyễn 89 ngàn. Em nói cái này là siêu rẻ luôn nha mấy chị. Đồ bộ còn không chị, còn nhiều lắm trang trần không, phải đợi nha em. Đợi từ chị lên nha. Chứ chị lên liền liền không có được. Xếp 89 đen cho An Nhiên. Tôi lên một nu mấy bà ơi, một nu đẹp lắm. Cái là cái màu xanh, xanh đen đẹp cực kỳ luôn. Chị ơi, sếp đen quần rút lên chưa? Chưa em ơi. Thảo em đi lên thông tin cho mày em nha. An Nhiên chứ thông tin nhà em luôn nè. Sơ môi mặt là áo lẻ em ơi. Lên trang áo 95 nha em, quần 69 ngàn. Cái đó mà hả? Có chân váy không chị? Có em. Chân váy rút chị có rất lẻ luôn, 67 ngàn màu đen. Chân váy rút mà nó còn cái nào rồi? Hả? Rồi đồ bỏ ống rộng có luôn gái ơi. Xếp đen 89 chị An Nhiên có thông tin. Trời ơi má ơi dễ thương quá luôn. Nâu đen xanh ba màu 89 ngàn một bộ nha mọi người nha. Áo trời ơi, em có thể sống rẻ dữ vậy trời. Biết sao mà rẻ dữ vậy luôn á mọi người nè. Chân váy có rút giùm em mấy chị ơi. Cái kinh ra bị lỗi rồi. Nó bị lỗi rồi. Quên làm rút rồi. Hết chị là hết màu đen rồi. Còn có một cái màu đen mà nó bị lỗi mất tiêu rồi. Em còn màu xanh nha mấy chị. Còn xanh với lại kem hai màu giùm em. Trời cái màu xanh này đúng dễ thương luôn.
cái màu xanh này mà lên rất là trắng nha mọi người nha, lên trắng sữa luôn á. Em có chân mấy không nha, chân mấy không rất còn à. Đây nó còn không à, nè. Đồ bộ thể thao 69.000 giá hết rồi chị ơi, chưa về chị ơi. Ủa lùng heo, đồ bộ 69k của em chị xả rồi hả, không biết còn đây không nè. Cắt quen chắc chị chưa xả đâu. Đây đây đây. Mấy bà mà để lâu hàng quá mà không vô lụa là bên em xả đơn á nha. Rồi nè mấy bà, còn hai màu nè. Ủa xả một cái màu da nè. Đẹp chưa mấy bà? Sơ mi còn màu nào? Dạ không, em ơi, có một màu đó em. Có một màu thôi. Mẫu thì chỉ còn nhưng mà sơ mi chị về được một mẫu thôi bé yêu ơi. Đẹp lắm luôn. Để vội hai xếp. Bà ấy được chốt em nha. Ly Hương xếp 2 ok. Lấy em bộ pyjama ngoài sâu. Em chạy ok. Phan Thị Kim Ngân. Có luôn. Phan Thị Kim Ngân nâu nè. 95.000 bộ mấy bà ơi, đẹp lắm. Đó phát lan 75 của em à, chưa chị Lê Trân còn thì Lê Trân còn kìa, hồi chị gọi điện cho em đi, em nghe máy sao Lê Trân ơi. Rồi em lên cái mẫu mới nha mấy bà ơi. Với lại cái gì á, Phương Hải với lại Ly Hương. Rồi mấy bà em hỏi cậu gì vậy? Có xanh nha, có xanh Ly Hương nè, hai bộ xanh nè, xanh với nu nè. Rồi em lên cái mẫu này mấy chị. Tiếp theo. Tiếp theo mới về luôn. Hai đầu. Rồi em lên siêu phẩm nè mấy chị em ơi. Tập trung cho em lên siêu phẩm liền luôn nè. Trời ơi. Cái này là gu của Nghĩa. Nghĩa ơi. Gọi tên Nghĩa. Trời ơi trời, tôi nói thiệt nó cưng quá mấy bà ơi, cưng quá luôn nè. Xuất sắc chưa? Cổ theo giùm em. Nha, cổ theo giùm em. Xuất sắc cho mấy chị em luôn. 89.000 giùm em một bộ. Mê chữ E kéo dài giùm em này thiệt. Mê chữ E kéo dài giùm em này ghê anh ơi. Đủ cho Đào Quỳnh. Có siêu phẩm là đây chứ đâu nữa quý vị. Siêu phẩm là đây chứ đâu nữa quý vị ơi. Màu xanh giùm em à. Màu nu nè, em nó nhìn cái cổ theo qua là biết đỉnh của chớp rồi. Thiệt sự cho em mình luôn á. 89.000 bộ rồi mấy chị ơi. Đây ha mọi người ha. Quần em may dán cho mọi người là dán quần tay đùi nha mọi người, chứ không có phải là may theo cái kiểu quần bình thường mà là lên quần tay đùi luôn. Với là dán quần sẽ rất là đứng và cái form nó cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn nha. Màu nâu, màu xanh. Nâu xanh nè. Rồi màu gì nữa? Hình như có hai màu rồi. Rồi hai màu à. Hai màu ấy chị ơi. Nu xanh giùm em thôi nha. Bao nhiêu tiền? 89.000. Ok ok, để chị lên liền cho. Ủa cái cổ này mấy chị em. Bữa hôm nói về xích theo mà em cũng về kịp với mọi người. Nó nè. Cái này chị đang bận là nguyên set luôn nha. Chị đang mặc là nguyên set luôn á. Muôn mèo cái này chị đang mặc là nguyên set nha. Set 89 kem cho chị Tuấn Ken đang bận nè. Ôi lộn màu này có không? Tuấn Ken nè, màu kem nè. Mấy chị chốt em xích theo cho mọi người nha. Mẫu này mẫu khác Kiều Hạnh. Lấy hàng nhớ mẫu giùm chị. Tốn kem nãy giờ chú có số điện thoại luôn nè chị ơi. Đào Quỳnh lấy 4 nè, có. Chưa xíu xinh xắn chưa lên em ơi. Tốn kem nãy giờ hai sản phẩm chú lên thông tin luôn rồi chứ ơi. Xét chị mặc. Xét chị mặc còn có màu à. Xét bạn còn màu Bảo Quyên ơi. Ấy luôn đi bà, tôi chốt cho luôn kìa. Trời ơi trời, chết người chưa. Làm có thể nào mà làm cho nó bớt bớt đẹp lại được không? Cái này mới chỉ có thể mang đóng thùng hoặc là không cũng được nha. Có túi luôn, 89.000. Nhớ chia sẻ giùm em đi mấy chị. Đẹp quá. 89.000 luôn bà, hồi nãy bộ này 89 luôn. Bà nãy xích nô 89, chút xích nhúng 89 giùm em đi.
Hồi nãy em lấy hai mà có hai màu nên em lấy bốn đó chị. Ok em chốt liền một màu thôi, mấy chị có hai màu thôi nha. Tuấn kia đọc lên thông tin là chị xả đơn nha, hai xanh nha, bữa nay hai nâu rồi, mẫu này mẫu khác em ơi, yêu ơi nhớ hàng em chị nhé. Tôi là lộn đó nè, Kiều Hạnh nè, ba màu ba nè, bộ dịch chưa xếp theo 89 nâu cho chị Vivian, nâu 89 4 cho Xuyên một tiếng. Ủa đâu mình đang quăng cho anh, đâu mình đang quăng cho không, Vivian có một bộ thôi, một bộ nâu thôi. Xuyên đặng bé nghĩa má. Rồi cái này là của Đào Huỳnh nè, xếp nhúng nè, bà lấy thì chốt lại giùm tôi nha. Bảo Nguyên lấy xếp 89 màu nâu nè, nè Bảo Nguyên xếp 89 màu nâu này nè. Ly Hương lấy 2, em là Kiều em. Kiều em là ai vậy ta? À hồi sáng em muốn cặp với chị phải không Kiều em ơi? Tỷ mới Ly Hương 2, ba xếp nha chị, có hai màu của em. Vivian thêm bộ đó nè, chú bộ não hả? Vậy là hai bộ hai màu đẹp quá. Rồi còn nâu thôi à, xếp nhóm 89 trước cho Bảo Quyên rồi bà ơi. Rồi còn màu đang mặc thôi nha mọi người nha, hết xanh mấy chị ơi. Kiều Hạnh có ba rồi em, xếp nu Tuấn Ken. Ủa em ơi em là sĩ hay lẻ vậy ta? Em ơi em sĩ lẻ vậy? Kiều Tuấn Ken ơi, ủa bé này là sĩ hay lẻ trời, sực lẻ tại đấy. Cho em một mẫu ba sản phẩm nha mọi người, ba set nu quần nu nha. À ok Vivian, ba set quần nu luôn. Ok vậy còn một set màu xanh là chị Hằng Ngô đi, set màu xanh của chị Vivian hồi nãy á bỏ cho chị Hằng Ngô. Rồi chị Vivian lấy ba bộ một quần nu thôi. Tuấn Ken là lấy sĩ lấy lẻ vậy ta? Bé này có một bé hồi chiều nay. À Tuấn Ken một bộ nu đang bận. Ủa hồi nãy lấy nu rút hình nu này vậy trời, chắc lấy nu rút. Ủa em có ba sản phẩm rồi đó nha Tuấn Ken nha, một bộ rút, một bộ thêu với lại một cái gì hồi nãy á, là ba sản phẩm rồi đó nha, coi chừng lộn. Chị ơi cho em coi bộ trắng 85, hồi nãy em quăng hai bộ nu lận mà. Cái gì, cho em coi bộ trắng 85 giống bộ nào 85 rồi sao vậy trời, không có ba lỗ em, không có ba lỗ. Rồi còn bộ đang mang thôi nha mọi người. Bảo Nhi gì, Bảo Nghi hả? Bảo Quyên nè, xếp nhúng 89 nè. Rồi tụi em có một áo đen với một xếp nâu, chị mặc á chứ không có xếp rút nha. À ok rồi, tôi nghe lấy nâu lấy xếp rút. Rồi bộ này em còn hai mấy chị, chốt lẻ giùm em cho hết luôn nè. Form nè khách, áo giùm em luôn, dễ thương quá trời dễ thương luôn mấy chị ơi. Này là có rút giùm em luôn nè mọi người nè. Trời mấy chị ơi, có cái cổ nó thêu là đẹp chưa, quá xuất sắc luôn, một màu duy nhất thôi nha. Đó. Hà Thanh giống bộ nu là sao? Hà Thanh giống bộ nu là sao em? Ok đợi chút xíu chị lên cho. Chứ bộ nào? Chị Vivian ba, chị Vivian ba bộ một màu nu chưa? Coi lại đi. Chị một bộ thành một quả cho chị Hằng Ngô có chưa? Vậy là còn một bộ nu đúng không? Còn bộ nu đang mặc nha mọi người, ai lấy nu chút nu giùm em. Con bé kia lấy nu này nha, chứ không phải lấy nu rút nha Bảo. Con bé Tuấn Ken đó là nu này nha, phải nu rút nha. Pyjama 85 màu trắng. À cái này hả em? Nè còn có hai bộ nè, màu kem với lại màu hồng. 85 ngàn mấy bà, 85 ngàn này, còn hai màu à, hết rồi. Bà lấy đi thôi, em xuống màu luôn à. Rồi Phạm Thị Thanh Ngân lấy bộ này, bộ lại cũng xì giùm em. Bộ dơi chị mặc quay video có bán không chị? Bộ nào trời, bộ nào chị mặc video? À không có em, cái đó là hàng cao cấp, chị bán lâu lắm rồi. Bộ rút đang còn nằm ở ngoài bà ơi, chưa vô được nha bà, đợi em tí nha. Rồi em lên quần tay quý vị ơi, quần tay
tay áo kiểu nha. Bộ chị mặc cái hả có 89.000 hả? Bộ chị mặc có 89.000 à, rẻ quá không tin không là. Ủa nãy ra bé Sương có một ri quần, bỏ cho bé Sương vô một ri quần chân mấy rút á. Bé Sương một ri chân mấy rút á. Bỏ cho nó nguyên ri đó đi, mất công bỏ lẹn chi. Bé ống rộng. Áo rượu chị lên chưa ạ? À? Chưa em ơi, chưa luôn. Chị đã nằm ở suốt ở ngoài, chưa có đẩy cái hàng cho được nữa nè. Giờ nhà chị thì cũng quá. Tay về lại, ai chưa có quần tay chốt lại giùm em ha. Rồi lên chung với áo kiểu cho mọi người nhé. Rồi áo kiểu đâu rồi ta? Đây. Trời ơi, má ơi xỉu nổ rồi. Xỉu chiếc này nữa rồi mấy chị ơi. Tay dài cổ bẻ. Tay dài cổ bẻ nha mọi người nha. Siêu dễ thương giùm em luôn. Rồi 49.000 luôn. Xám đen trắng nâu tay. Xám đen trắng nâu tay. Quá đỉnh luôn. Tập trung chuyên môn lên mẫu mới mới chứ. Quần tay mới về một cái đợp luôn ha. Trời ơi tôi nói thiệt đẹp nữa rồi. Tôi chán tôi bán. Bán đồ rất đẹp hoài tôi sợ tôi luôn á. Một ngày toàn là mẫu hot thôi mấy chị ơi. Ok, ai lấy chốt giùm em nha, Trần Thị Mỹ vô mấy áo nâu tay em chốt luôn. Bé ấy là Quỳnh đó nè. Nâu tay biết còn đủ rồi mà bán cái bao đây nè. Quỳnh tay biết ai dặn mình. Quỳnh tay ai dặn em nữa. Cấp ta mới về nữa. Ok em chốt mấy chị ơi. Em xem bộ trắng phía sau đi chị. Xíu xinh xắn bộ trắng này không em? Trắng này hả? 95.000 đúng rồi. Ok lên tiếp mấy chị. 4 bụng. Kiều Hạnh ơi một bịch nó có 5 cái lên hết một bịch giùm chị đi Kiều Hạnh. Mất công xé lẻ ra cái gì vậy trời nè. Quần tay 75.000. Đồ áo cho Ly Hương, đồ áo cho Ngọc Sương, đồ áo cho Tiên Huy. Rồi màu vàng. Nè tự chi đó, tự đi. Bỏ qua không được. Rồi tám hết luôn quá. Áo để ấp dữ trời. Nâu tay cho Trần Thị Thủy Trung. Em còn đen hết xám chị Hằng Ngô, áo để ấp dữ trời. Áo trắng Thúy An, Suri áo trắng, đáng đơn 75 giùm em nha mọi người. Sáng em hết mọi người ơi, Nguyễn Thị Xuân Thương lên thông tin, áo đen. Còn quần jean kaki hết rồi tình yêu ơi. Áo đen cho Hà Thanh. Quần 63kg không vừa, chị ơi 58kg đủ về giùm em thôi. Áo đủ Kiều Hạnh còn hết màu rồi Kiều Hạnh ơi. Không ngon áo giờ còn một màu trắng rồi cục cơm. Nguyễn Đông với áo trắng. Nguyễn Đông với áo trắng, mình luôn áo trắng. Áo trắng Ngọc Thảo đang bận. Rồi hết áo luôn. Pyjama hồng 85 chị Kim Bi Hậu. Hết. Hết áo mấy chị ơi. Em biết nó còn ở trong tay không, lát hồi em coi nó còn em lục cái chó đà nha. Chứ giờ không thấy nữa. Giờ không thấy mấy chị ơi. Áo đang bận hết luôn. Rồi body mới về cho chị em mà. À cho em lên cái ống rộng đi nè. Áo rộng nó dài quá đi nè, mà phải lên luôn. Quỳnh Điện Kim Thương lên thông tin giùm em. Xuân Phương á, lên thông tin mày. Ê, áo này còn hả? Ủa phải không? Á, không phải, ghê chứ. Đây còn ri nè Bảo ơi. Ai chưa có vậy Bảo? Đây còn ri, mấy chị ơi, còn một ri nha. Thì một cái sáng này cho chị gì Hằng Ngô luôn nè. Áo chị Hằng Ngô luôn nè. Áo còn một cái chị. Đúng một cái đen phải không? Đúng một cái đen nè.
Rồi ba cái cho, ba cái cho biết Sương có vô, Sương có vô rồi không? Này cho Kiều Hạnh nè, Kiều Hạnh sẵn nè. Rồi ok, áo trắng bị nông quê có luôn. Còn trắng đen hai màu, Mộc Thảo có rồi. Đen Thu Huyền có luôn rồi, Hà Thanh có. Hà Thanh có đen rồi phải không ta? Bộ thể thao tay dài, bộ thun lúc nãy còn không chị còn em? Trang Đại Nguyễn còn nha chị đẹp nha. Hà Thanh Trung đơn với lại chị Chi Bi Hậu. Kiều Hạnh có rồi. Áo trắng chị Lam Nguyễn. Nâu cho chị Thu Hiền. Hết nâu nha. Lam Nguyễn có trắng rồi, còn mô điện phát không chị hết em ơi. Thêm đen nâu, bây giờ có đen hết nâu nè. Rồi bây giờ em còn màu trắng đen mang thôi mọi người. Lam Hồng Ngọc lấy quần tay. Lam Hồng Ngọc lấy quần tay em ok. Nhớ chia sẻ giùm em nha. Ây da, quần mới về mới chơi. Đẹp lắm. Hà Thanh hả? Áo nâu hay áo xám gì kìa? Hà Thanh lấy cái gì? Hà Thanh lấy cái hồi nãy có màu gì vậy? Hà Thanh như này áo trắng hay sao ta? Hà Thanh, Hà Thanh áo đen, Hà Thanh áo đen. Nó lấy cái áo đen nào cho chị đó đi. Nâu hết rồi, quần tây. Quần tây chị Lăng Hồng Ngọc. Em để rồi đó chị Hồng Ngôi. Em để chị hai cái hai màu rồi đó. Áo đang mặc toàn một trắng thôi nha mấy mọi người ơi. Julie Quỳnh Như áo trắng. Em của con người Julie Quỳnh Như này nhỏ điện nghe máy chưa vậy? À đi cụ đi rồi phải không? Hà Thanh có màu đen rồi. Quỳnh Nguyễn hết màu nâu nha cục công. Hàng ngon có hai áo rồi chị. Ồ, mấy bà con cái set nữa bà. Cái set nè. Cái giày cua cù cù luôn chị em. Cái này gần giống cái set 3 món nha. Rồi áo còn hai màu mấy chị. Cái này gần giống là set 3 món mấy chị. Cái này rẻ nha, cái này rẻ set 3 món, set 3 món bữa hôm bán 89 ngàn đúng không? Cái này bán có 75 ngàn thôi, có hai món mấy chị nha. Nó hai món giùm em. Vậy lấy em áo trắng cho Quỳnh Nguyễn ok. Chị áo nhúng tay ngắn. Áo nhăn hả? Áo nhăn còn. Đang ở ngoài kìa còn một mẫu nữa, đợi em tí xíu đi. Bộ thể thao hả chế? Em còn mẫu này thôi nha. Em còn mẫu này thôi. Còn đen. Có lộn toàn màu xám với lại màu này thôi. Màu xám với lại màu cam thôi. Rồi ok. Em lấy một quần lấy riêng chưa có em yên tâm đi. Quần đang mặc là quần tay cho chị em. Quần đang mặc là quần tay em mới về hàng lại cho khách thôi. Quần có túi luôn, 40-60kg mặc vừa giùm em luôn. Trời ơi cái quần lắm chị. Đúng đỉnh luôn. Rồi áo khoác. Dạng là dạng áo khoác cho mọi người nha. Dạng áo có nút với chị. Rồi nguyên một set thế này giùm em 75 ngàn. Quần em đang mặc là free size lưng chun chứ ơi. Nè cái gì anh? Này anh bận nè. Rồi đây lưng chun giùm em cho mọi người nha, 40-60kg mấy chị. Trời quần này em bán từ, em bán một quanh năm suốt tháng luôn á. Em có thể quần em tay bán quanh năm suốt tháng luôn có 75 ngàn. Em bán hoài luôn mọi người. Khách nhà em là ai vô mua là cũng hả, có một cái em quần tay này về mặc hết á. Nó rất là dễ mang, rất là dễ mang mấy chị ơi. Rồi ok, sếp chị mặc có màu gì hả? Không, chị đang bận là cái áo với cái quần cỏ này. Cái sếp chị bị lên nè. Em cao mét 65 lận nên mấy chị đừng có lo là mua về mặt bị ngắn nha. Chỉ có dài mình đi cắt lên chút xíu thì được nha mọi người. Đây đây, màu xám, màu hồng, màu kem, màu đen, xám, hồng, kem, đen, rêu. Ủa cái set này nó dày mấy chị coi nè. Cái vải nó y chang set 3 món vậy đó. Cái vải nó y chang set 3 món vậy đó nha mọi người nha. Mà đợt này nó về coi là cái dày chưa. Dạy chưa? Bộ đồ chắc nặng nửa kilo có luôn á trời. Nè, rêu, đen, kem, hồng. Với lại màu xám nha, 75 ngàn. 75 ngàn một set giùm em. Lùng heo một quần chị mặc ok, lùng heo. Lùng heo một quần mang có. Rồi em lên set này màu đen quá chứ. Trời ơi coi nè. Cái này mà về nhà mua vẫn kéo 2 dây nữa là bán cháy luôn. Quần có túi cho em luôn nha mọi người. Quần có túi cho mấy bà luôn. Rồi nguyên set quần dài áo tay dài cho mấy bà ha. Ba set cho Lê Trà My. Set rất fine hả em có em
em đợi chút xíu với cô Cưng ơi. Rồi hồi nãy ai hỏi em xích Bích Kỳ Quảng Châu đâu? Có đua lộn gì trời, cái gì vậy mẹ ơi. Ok lên chàng mây ba xét. Rồi em lên xét mày một cái nữa rồi, em tỉ nha. Rồi cho em lên xích gân cái nữa nè, xích gân Quảng Châu nữa nè. Cái da mai họ đợi chút xíu được không? Được không em? 75.000. Cho em xét màu đen. Cho em xét màu đen gì chưa? Xét màu đen nào chà mây ơi? Xét màu đen gì chuẩn bị lên mặt lên form phải không? Quần nào mấy bà, ống siêu rộng luôn, tay dài giùm em ha, đẹp xỉu chưa? Em nói cái này đó nó y chang như cái set ba món gì đó, mà giờ thiếu gáo 2 giây thôi à. Giống chất này nó làm chất set ba món xong rồi á hả, làm này cho lẻ cho mau có tiền lời hay sao quá. Ok em, giờ lấy nè, ngó hồng chị lên chưa nè, Trần Tú Mây ngó hồng 65.000, 69.000 cái lộn. Rồi chà Mây lấy 3 bộ, 3 bộ cho chà Mây nè. Đẹp ha. Trời ơi cái vải, vải len đó mấy bà, vải len đó. Ngó Quảng Châu lên cho chị chưa? Ngó dịch cho mày lên, ngó dịch nè mấy chị em. Chuẩn bị lên ngó dịch cho mấy bà nè. Rồi em còn sáng nha. Còn hồng, còn xanh rêu nè. Xếp hồng cho Kiều. Xếp hồng. Xếp hồng 3 là gì bà? Ba xếp 3 màu nè mẹ ơi. Cho có màu đen về bán nha. Màu đen là dễ mang dễ bận nhất luôn á mấy chị. Phát ngói chuẩn bị lên liền. Đen cho Thanh An. Thanh An đen. Ok, em còn xanh rêu nè. Còn kem nè. Phát ngố 3 à, điều mà lấy phát ngố cái này lột. Ngố. Ok, bỏ cái này lại. Rồi. Ba phát 3 màu luôn cho chị Tiên Huy. Cái màu thì ba kiểu ba cái cho chị Tiên Huy luôn. Ok la. Rồi em còn 3 màu quý chị ơi, hồng còn luôn. Xét thiết kế gì chị đăng nãy còn hết rồi em ơi, hết sạch luôn á. Trời ơi, tao nói thiệt tao lên 1 phút 30 giây hết cái sạch em đó liền, cũng quá đẹp. Bao nhiêu vậy chị? Dạ 40-60 cân mấy chị ơi, mang thoải mái giùm em luôn mọi người. Đẹp lắm. 3 màu cho Kiều Hạnh sách này luôn nè. Trời bà Kiều Hạnh bà kinh ngựa thấy ớn luôn á. Không ai làm lại bả luôn á thiệt. Rồi sạch nâu nè, cái lộn kem xanh đen hồng, kem xanh đen hồng xám. Kiều Hạnh có 3 bộ rồi, anh đi đổi chốt em nha mọi người nha. 3 màu nè. Quần đẹp ha, quần ống rộng ghê luôn á. Rồi áo con nào chút màu giùm em luôn nè, xinh quá nè, quá dễ thương. Rồi qua mẫu nha, ai lấy nửa chốt cho mấy em luôn. Mấy kem này mặc xinh lắm mấy bà ơi. Rồi mấy chị em lên body chưa? Rồi em lên pyjama một mẫu nha chị em. Tay dài đợi chút đi. Cho em lên bóp bóp hàng ở trong nhà đi. Còn hàng ở ngoài nữa, chưa lăn lộn nổi vô luôn, hàng ở trong nhà quá nhiều. Phạm Thị Kim Anh. Nào chị mới chốt đơn. Ngày mai chị like thêm một buổi sáng nữa nha. Sáng mai vẫn like mọi người nha, sáng mai em like, 12 giờ trưa mai em like. Xong ngày mai là bắt đầu ngày mốt là em chốt đơn hết toàn bộ cho mọi người luôn nha. Sáng ngày mai em vẫn like nha mọi người, chị nào chưa lưu đủ thì vô dùm em, tại vì về đơn rất là nhiều. Đây là sáng mai em like, để chiều mai em nghỉ. Là thứ hai em sẽ gọi điện cho mọi người là từ sáng tới tối luôn. Là tới tối em like là vừa. Đó, ok không? Áo của bạn ở nãy còn không chị? Hết rồi, cô trẻ quá hết rồi. Pyjama nè, siêu đỉnh luôn mấy chị ơi. Hết áo luôn mọi người. Tập trung nè, em lên cái mã này cho mọi người coi. Mango nha mọi người. Mango loại 1 nha. Cái form em nó đi mấy chị ơi. Chất như nước cất luôn. Ngựa vàng 2 màu giúp em. Ngựa vàng 2 màu giùm em gái.
99.000. Tí quá hả, mấy bộ đồ về nửa giờ, yên tâm đi. Sáng mai 12 giờ sẽ có mẫu. Nói chung là hôm nay em sẽ like, nhưng mà hết thì em hên, ví dụ mà hết rồi thì thôi. Nhưng mà còn hàng chắc chắn sẽ còn, tại vì ngoài lần trước còn mấy bao nữa chưa có xẻ ra được hàng nữa. Đây, đây nè mấy bà, quần nè, áo tay dài nè, có lộn, áo cánh dơi, ngựa vằn và được hai màu giùm em, thôi bị chuẩn luôn mọi người. 99.000 một bộ nha khách ơi, cánh dơi loại 1 luôn, măng gồi mày. 99.000 bộ, quá đẹp. Thanh An bộ đen có. Và em lên phong. Mấy chị ơi, mấy thiệt. Cái gì để em lên cái set nhũ vàng đi. Rồi mấy chị mê. Trời ơi, cái bộ mango này nó rất là đẹp luôn em mấy thiệt. Rồi xong này em lên dịch cho. Rồi em bắt đầu em lăn hàng vô thêm 2 bao nữa. Rồi lên hàng mới tiếp cho khách. Sang chưa mấy chị, sang cho hàng 200.000 chưa mọi người, sang cho hàng mặt Sam chưa, mặt Sam ra đây nói chuyện với em, lên cái mặt xong rồi lên cho mấy chục ngàn mấy bà ơi, tôi không gắn mặt vô, tôi bán 95-99.000 bộ chịu không, đẹp quá à, hai màu giùm em thôi, quá xuất sắc cho chị em mình luôn nè, cái này mà không chốt nữa thì thôi em mới thiệt, em bỏ tay cho mấy chị luôn á, sang chưa chị em, trời ơi cái này mới gọi là đỉnh chứ mọi người. Gắn cái mạc vô tao bán 100 mấy ngàn, 140, 150 bộ. Em không gắn mạc vô bán 99.000 được không? Ok em. Muốn mua nhiều mua bà ơi, đẹp lắm luôn. Hai bộ hai màu phải không? Sang vô chứ, em nói là quá xuất sắc luôn mọi người. Quần túi đàng hoàng luôn chị em. 40-60kg, nhìn form áo là biết định liền. Đẹp ha. Mua bằng hai màu giùm em nha. Rồi Kiều Hạnh lấy 2, Ly Hương lấy 2. Rồi thôi em like xong rồi đã. Ngựa vàng đen dồn cho chị Thùy Trang. Đẹp quá mấy chị ơi, thiệt sự luôn á. Sang với bà hai màu giùm em thôi. 99.000 một em. Pyjama mango. Thôi bị đẹp cho mọi người luôn á. Mấy cái em này mặc ở nhà thì rất là mát luôn mấy chị ơi nè. Đẹp không cho mấy cổ giùm em đi mấy chị. 99.000 thôi nha. Hả ai? Rồi em quăng rồi mà. Kiều Hạnh có 2 bộ à. Bà lấy có 2 à. Ok Quỳnh Nguyễn lấy 1 bộ ngựa vàng đen có luôn. Ai lấy ngựa vàng đừng chốt ngựa vàng giùm em thôi mấy chị ơi. Pyjama nhà em về em bán quanh năm mà mấy chị. Pyjama nhà em về em bán quanh năm mấy chị ơi. 95.000 tan ra chưa. Này tôi quay TikTok ngày mai đó là lên lần ngày mình hết. Hết hàng. Đẹp quá trời đẹp luôn chị em. 95.000 bộ giùm em thôi nha mọi người nha. Phơm chất nè. Hôm nay hàng về với nó gì luôn là đỉnh lắm luôn á. Bình thường là thứ bảy chủ nhật em hay nghỉ lắm luôn có mấy chị á. Nhưng mà hôm nay về vải đẹp quá, hàng đẹp quá, phải bán thôi. Bán thôi mấy chị ơi. Thùy Trang nữa nha. Chất mango em. Bộ này bộ mango nha. Các bạn nói khách mango là khách biết à. Thiệt luôn á. Đây form vải nè, mát rùi rùi luôn. Đẹp chưa mọi người, những cái form sang xỉu giùm em thôi. Bộ ngựa vằn 99.000 nha, ai lấy chưa 99 giùm em. Quỳnh Anh lấy đen. Đen với nâu hai màu. Quỳnh Anh có rồi phải không?